Thì trải qua một vài mối tình rồi, có một mối tình nó thì nó cũng hơi sâu đậm xíu, là hai đứa là dự tính là tới chuyện tương lai. Nhưng mà xong thì chuẩn bị là cũng sắp sắp rồi, thì em phát hiện ra người đó có người khác, Lúc em phát hiện ra thì em làm xử lý sao? Em chỉ hỏi người đó là bây giờ tính sao, Thì người đó có nói một câu đó là anh quen bao nhiêu cũng được hết, miễn là anh chọn em được rồi. Mà lúc đó là em bắt gặp tại trận hay là ai kể em nghe là như thế nào? Không phải, người kia gọi cho em. Lúc đó là 11 giờ rưỡi á, tự nhiên có người con gái khác gọi điện thoại cho em. Là bốc từ cái điện thoại đó gọi cho em luôn. Thì 11 giờ rưỡi mà hai người ở chung thì chị biết rồi. Thì chị có đâu. Người con gái kia có hẹn em, nhưng mà em có nói là có chuyện đó không có đáng. Hẹn để làm gì? Hẹn đi quấn ghen à? Không đáng. Hai người con gái đều bị một người trai lừa thì đánh ghen để làm gì, để được cái gì? Mình là dân văn minh mà, không cần thiết. Hai người hợp tác lại đánh ghen người đó thì được. Yamaha Grande hoàn toàn mới, tỏa sáng để đẹp vượt thời gian. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Ngay bây giờ Cát Tường đang rất hào hứng và sẽ bắt tay ngay vào công việc mai mối của mình. Rồi, xin mời bạn gái vào trong này nhé. Đây, có chiếc ghế ở bên trái. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nè. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu giới thiệu về những cái thông tin cá nhân của mình nha. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Vàng, sinh năm 1986. Mình là quê ở đâu Vàng? Dạ, em sống ở Kiên Giang. Rồi hiện tại làm công việc gì? Hiện tại em đang làm ở quận 7 làm công ty. Công ty gì em? Công ty đóng tàu. Công ty đóng tàu ở quận 7. Dạ. Mình làm công việc này lâu chưa? Cũng khoảng gần năm. Lên thành phố này lâu chưa? Em mới khoảng 2 năm chị. Mới lên đây 2 năm thôi, còn lúc ở dưới Kiên Giang là mình làm gì? Trước đó là em nuôi ốc hương ở đảo á. Rồi kinh chính cái đợt dịch á, rồi lỗ rồi em mới lên đây. À, lúc đó là coi như mình kinh doanh riêng, làm ốc hương. Dịch lỗ. Rồi mình định hướng tương lai mình là như thế nào? Định ở đây lập nghiệp luôn hay là về quê lại hay là như thế nào? Trước tiên thì mình làm như thế một thời gian, nếu mà có mới giống mình sẽ về quê mình làm lại công việc của mình. À, vẫn là làm lại công việc kinh doanh hải sản của mình ha, cái đó mới là nghề chính của mình dưới quê ha. Ở dưới quê thì lúc đó em ở là ở với gia đình ba mẹ hay là ở với ai? Trước 25 tuổi á là em ở chung gia đình, còn sau 25 tuổi là em của em nó lập gia đình hết rồi. Em mới mẹ mới kêu lập gia đình, em cũng không có chịu lập gia đình á. Rồi em mới xin mẹ ra riêng. Rồi em mới ra riêng em sống, mẹ cho mình một cái nền nhà để mình cất nhà ở đó. Cất cái nhà riêng luôn rồi. Và bây giờ lúc đi lên đây thì cái nhà riêng đó làm sao? Là lúc trước em nuôi ốc hương ngoài đó, lỗ lã rồi em cũng bán cái nhà đi rồi bù lỗ lã vậy đó. Bán nhà luôn rồi. Ông chào ơi, rồi giờ làm sao, rồi mốt lấy vợ lấy chồng rồi con rồi ở đâu? Thì nói chung ba mẹ cũng hối, nếu mà nói lập gia đình ba mẹ hỗ trợ. Ba mẹ còn miếng đất nào để cho nữa không? còn với chị. Còn cho chị hả? Trời ơi khổ ghê vậy ha. Trời ơi, cái mùa dịch nó cũng làm cho rất là nhiều người cũng làm ăn thua lỗ thất bát lắm quý vị. Nhưng mà tất cả thôi, qua cái đại dịch mà mình còn sống nè, còn mạnh khỏe, mình còn làm được là cũng mừng rồi ha. Dạ. Rồi giờ cố gắng nha, chứ cái tuổi này là cũng là người ta là phải có con, có cái, có nhà cửa ổn định. Mình bây giờ mình bắt đầu coi như làm lợi, coi như từ đầu vậy là mình phải cố gắng nhiều hơn nha. Dạ dạ. Rồi có nghĩa là định hướng là vẫn về quê chứ không phải ở trên này. Nếu mà có gia đình thì ăn thua bên nữ, sống ở đâu được mình sống thôi. À, có nghĩa là em ở đâu em cũng sống được. Dạ, chứ không là... không hẳn là mình về quê. À, rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Giang? Điểm mạnh em là em tự lập được, còn cái điểm yếu của em là em rất là nhút nhát đám đông, giao tiếp này ngày nọ thì em hơi kém. Thôi mình biết cái điểm yếu mình cố gắng khắc phục thôi. Dạ. Mình hoạt bát chút xíu thì cơ hội ngay cả trong công việc mình cũng sẽ nhiều hơn ha. Dạ dạ. Rồi chào em gái nè, giờ tới chân mình nha. Em tên là gì? Dạ em là Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1985. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Hồi nãy em là sinh 86 hả? Dạ dạ. Ồ, mình có ngại bạn gái lớn hơn tuổi mình chút xíu không? Dạ không chị, nếu mình mà lớn hơn 1-2 tuổi thì không sao. Ok. Mình có ngại bạn trai nhỏ tuổi hơn không? Dạ bình thường không có gì. Hà là quê đâu? Em là quê Quảng Ngãi. Giờ mình đang làm công việc gì ở đâu nè? Em làm nhân viên tín dụng của ngân hàng. Hiện tại mình đang sinh sống với ai? Em hiện tại em đang ở với cùng với em. Còn ba mẹ là còn ở quê hả? Ba mẹ là ở ngoài quê. Rồi nếu như vậy thì cả hai là đều mình đều là lập nghiệp ở thành phố hết.
ha, người thì quê miền Trung ha, người thì quê miền Tây. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, tự lập từ nhỏ, nên là các công việc thì cũng có thể gọi là tự xử lý được, tự bươn chải và tự quyết định. Còn điểm yếu của em là bởi vì mình tự lập nên là có nhiều cái gọi là nó hơi mạnh mẽ một xíu. Đúng rồi. Nên là có những cái thì mình gọi là quyết đoán theo lý trí nhiều hơn. Mình có ngại lấy chồng mình phải theo chồng nữa? Cái chuyện đó thì không ngại, nhưng mà thực sự ra thì em thích là cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh hơn. Sinh sống và lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thì tốt, quê thì ở đâu không quan trọng. Nói chung là ở đâu cũng được, quan trọng mình yêu nhau với lại ở đâu mình sống tốt, nhưng mà sống ở thành phố thì nó dễ sống hơn. Dạ, đó gọi là nơi đất lành chim đậu. Đúng không? Rồi, lúc rảnh rỗi thì mình hay làm gì cưng? Nhiều lúc rảnh rỗi thì em có đi tham gia ví dụ mấy chương trình là đi chơi, đi vô du lịch, đi phượt, hoặc là có tổ chức chương trình game show offline. À, có đi game show offline rồi nữa. Thường thường Tết thì mình có về quê không hay là mình ở trong này? Tết thì em về quê. Rồi mai mốt mà thí dụ như bây giờ lấy chồng mà chờ chồng một quê một nơi, vợ quê một nơi, thì Tết mình sang Tết ở đâu theo ý em? Thì chia ra, ví dụ mình sẽ chia ra thời gian là ví dụ như giai đoạn từ trước Tết tới ngày mùng mấy á, thì ở phía nội, còn lại thì phải về phía ngoại. Nói chung là cũng chia ra hai bên, tại bố mẹ nào cũng là bố mẹ. Đúng rồi, vậy cũng được ha. Dạ. Ta ở ngoài miền Trung mình nhiều khi hơi khó chút thôi, dân miền Tây dễ lắm phải không em? Tây dẹt à, nhà đông anh em không? Dạ đông ạ. À. Mấy, thứ mấy? Dạ tới 7 anh em. Còn mình thứ mấy? Em thứ năm. Thứ năm, trời ơi, khỏe ở giữa không ai để ý đó. Thường ta nhắm thằng đầu, nhắm thằng đuôi không à. Ba mẹ có yêu cầu gì cho con dâu tương lai đồ sao hay gì không? Không chị, ba mẹ già ước có nàng dâu thôi chứ. Mà mấy anh em kia là lập gia đình hết chưa? Dạ hết rồi chị. Còn mình anh em thôi đó. Còn anh em à. Sao mình là lập trễ vậy? Chắc tại duyên số chưa tới chị. Vậy hả? Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình, cách khoảng 10 năm. Kể chị nghe coi mối tình nó kéo dài không? Mối tình nó có 2 năm thôi. Em mới dự định là cưới rồi em mới dắt bạn gái về ra mắt gia đình. Thì nói chung là gia đình em, mẹ em á, thì không thích nó, bạn gái nó nhỏ con này kia nọ đó. Rồi mẹ không chịu thì kêu em chia tay, không chịu thì kêu em chia tay. Trời. Lúc đó em lập trường em còn chưa có vững á, chứ là em sợ mẹ với lại mẹ Hùng nói là nếu mà cứ con này về là mẹ không lo vậy chứ em cũng sợ đi. Bây giờ mẹ có khi nào hối hận không? Tại vì đó cứ cô đó giờ là con đàn cháu đóng rồi. Tại gì? Mà em có hối hận không? Em á, tiếc cái chị. Tiếc phải không? Em có tình đầu mình mà. Mà do mình không quyết đoán. Dạ. Bây giờ giả tỷ trường hợp bây giờ 10 năm sau bây giờ dẫn cô nào về mẹ không chịu nữa thì tính sao? Có bây giờ thì em tự lập em sống lên được rồi, có thể là em lo cho vợ được. Nhưng mà giờ dẫn về mà dù không phụ thuộc cái chăng nữa mà giờ ý kiến mẹ nói mẹ cũng không thích thì thấy thì sao? Không có đâu chị, nói chung mẹ em bây giờ mong em có vợ không chết luôn. Thời đó còn cũng chưa thấy không gọi là còn ngăn cản rồi này kia ha. Với lại hồi đó em cũng còn trẻ đó, chắc mẹ nghĩ chắc cũng nhiều cơ hội lựa chọn. Giờ là hối không à hả? Bây giờ hối không, nói chung là gặp em giờ là cứ hối vụ cứ vợ nói hối rồi khóc đi tùm lum. Hối khóc nữa hả? Dạ. Vậy cho nên là mẹ thôi giờ mẹ ưa ai về là mẹ chịu nha, nói dạ, mẹ dạ. Đừng khó nữa nha, đừng kén cá chọn canh nữa nha. Hết cơ hội chọn rồi. Mẹ cấm cái vụ đó xong rồi 10 năm luôn không có ai nữa luôn. Dạ, môi trường của em ít giao tiếp với nữ đó, với lại em cũng ít đi chơi bời chỗ này kia nọ. Muốn kiếm người bạn gái, người vợ thì sao nè? Sao không được, hạp nhãn là được rồi chứ. Cái nhãn em sao, ai biết rồi, phải cho biết cái nhãn em sao chứ. Em chỉ có một cầu nhỏ nhỏ là bạn gái có giọng nói rất là hiền được. Nãy giờ có nghe giọng cô bên này không? Dạ có. Thấy sao? Dạ được. Được hả? Dạ. Rồi, bây giờ tình trường của em sao nè? Em thì trải qua một vài mối tình rồi. Có một mối tình thì nó cũng hơi sâu đậm xíu. Là hai đứa là dự tính là tới chuyện tương lai. Nhưng mà xong thì chuẩn bị thì cũng sắp rồi. Thì em phát hiện ra người đó có người khác. Trời ở bên đây mẹ không chịu, bên đây thì người ta có người khác. Quen được bao lâu? Quen cũng năm mấy, gần 2 năm. 2 năm mấy mà tính chuyện tương lai luôn rồi. Lúc em phát hiện ra thì em làm xử lý như sao? Em chỉ hỏi người đó là bây giờ tính sao. Thì người đó có nói một câu đó là anh quen bao nhiêu cũng được hết, miễn là anh chọn em được rồi. Trời đất ơi. Tức là ý là muốn là nói là cưới em là được rồi, còn chuyện ảnh là con trai thì ảnh muốn quen bao nhiêu người cũng được hết, thì em không chấp nhận chuyện đó. Thì em kêu chứ nếu mà anh nói như vậy thì anh có quyền lựa chọn của anh và em cũng có quyền lựa chọn của em, thì em là quyết định là chia tay. Rồi ảnh ok luôn? Cũng không chịu ok đâu chị, cũng tìm đủ mọi cách. Khi đó thì em chấm dứt hết và em cắt tất cả mọi cái sự liên lạc. Vậy là em cũng thuộc loại dứt khoát trong tình cảm đó ha, không có bị lụy tình ha. Lụy tình thì có chứ. Có chứ, nhưng mà vẫn dứt khoát, dù là mình có đau đớn mình cũng giữ lại. Đau thì vẫn đau nhưng mà chấp nhận. Lúc đó mình gọi là lý trí.
lý trí của mình thì nó cũng quyết định cho mình. Khi đó thì chắc khoảng có tầm mấy năm sau thì em biết bình thường là được. Đúng rồi, cứ bình thường là được. Mà lúc đó là em bắt gặp tại trận hay là ai kể em nghe hay là như thế nào? Không phải, người kia gọi cho em. Lúc đó là 11 giờ rưỡi á, thì thông thường thì em với người đó cũng hay nhắn tin. Tự nhiên có người con gái khác gọi điện thoại cho em, là bóc từ cái điện thoại đó gọi cho em luôn. Thì 11 giờ rưỡi mà hai người ở chung thì chị biết rồi. Thì chị có đâu. Cô gọi lại là cô gọi bằng điện thoại của bộ em. Cô thấy em nhắn vô anh này, rồi cô mới thấy cái số, rồi cô lấy điện thoại cô gọi. Đúng rồi. Rồi cô nói là cô là bạn của ảnh. Đúng rồi. Sao em biết ta đang ở chung? Thì chị nghĩ thử 11 giờ rưỡi rồi. Giờ đó thì có chỉ có làm cái gì thôi. 11 giờ rưỡi rồi. Giờ đó thì có chỉ có làm cái gì thôi. Nhưng mà sao cổ đâu có gọi, cổ nói cổ đang ở chung hay sao? Có, hai người đang nói chuyện thì dành điện thoại, đập điện thoại luôn. À, rồi. Cô đang nói chuyện với em mấy câu thì người đó kêu chứ im đi, rồi xong giật điện thoại đập luôn. Thì chỉ có chuyện vậy thôi. Rồi. Thì xong thì em cũng có hẹn người kia ra em hỏi chuyện như thế nào, thì người đó cũng đầu là từ chối. Thì em mới bóc điện thoại của em á, em gọi, tại vì có số điện thoại kia có mà. Em gọi em đối chiếu, đối diện luôn, chừng người con gái kia có hẹn em. Nhưng mà em có nói là có chuyện đó không có đáng, hẹn để làm gì, hẹn đi quấn ghen à, không đáng. Hai người con gái đều bị một người con trai lừa, thì đánh ghen để được cái gì, mình là dân văn minh mà. Không cần thiết, hai người hợp tác lại đánh ghen người đó thì được. Cái xong cái người đó nói là em thì nhường cơ chứ không, thì cứ muốn lấy thì lấy đi, em không cần. Kể cả công ty lẫn người cho hết đó. Chị cần thì chị xài cho em cần nữa. Ủa có công ty chung nữa hả? Dạ đúng rồi. Ồ, rồi cuối cùng công ty giải quyết sao? Em cho luôn. Trời đất ơi, sao em cao thượng vậy? Không phải cao thượng chị, tại vì em biết bản thân em. Tại vì người đó có nói em câu là em yêu anh nhiều như vậy em bỏ anh được đâu. Bởi vì thứ nhất á, là em dính vô một ít là ở trong công ty. Còn một phần đó là tiền chuyện tình cảm, thì anh nghĩ là em sẽ không bỏ. Còn nếu mà có bỏ thì cũng còn công ty, thì có cái để anh níu kéo. Anh biết được điểm yếu đó của em, nên là anh lấy cái điểm yếu đó anh uy hiếp. Nhưng mà lúc đây không cần gì hết. Là sau lần đó là chia tay luôn đó, nhất quyết chia tay luôn đó. Nhất quyết. Rồi những mối tình sau thì có cái gì đặc biệt nữa không? Thì cũng có quen, cũng có tìm hiểu, nhưng mà em cảm thấy là không cùng chí hướng nên là cũng không tính tới được đâu. Vậy là cái mối đó là cái mối sâu đậm nhất đó, tính tới dạ hôn nhân luôn đó. Là cái đó là có cái việc là tính tới hôn nhân luôn. Trời đất ơi. Rồi bây giờ muốn tìm một người như thế nào? Em cũng muốn tìm một người thì chuyển chạm một xíu. Nói chung là cao thì cũng khoảng tầm 1m65 trở lên. Vậy thôi chứ không cần gì, có công ăn việc làm. Nói chung là có thu nhập và tự lập bản thân là được. Nói chung đừng lệ thuộc vào người khác. Nhưng mà em có ngại khi ví dụ như trường hợp anh bên đây đi, trước đó cũng làm, cũng kinh doanh riêng, nhưng mà do dịch bệnh đồ này kia, rồi bây giờ người ta phải đi xa, mới lần đầu mới ở thành phố cũng mới 2 năm, thì công việc coi như mọi thứ cũng phải cố gắng lại từ đầu, thì em có ngại không? Chị nói thì ví dụ như người ta họ có ý chí, có hướng để mà làm ăn, có vốn kiến thức sẵn thì họ có thể làm lại. Nói chung con người mà lập nghiệp không ai thành công ngay từ bắt đầu hết. Ok. Em cao mét mấy? Dạ em 1m6. Bên đây cao mét mấy? Em cao 1m55. Thôi cũng được, hơi thiếu so với cổ yêu cầu của đưa ra một chút, mà thôi cũng được ha. Yeah. Ăn thua là mình gặp nhau mình có hợp nhãn với nhau hay không nha. Đâu cho chị coi hình cái nè. Trời ơi trời, hình này chụp bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng lâu. Nói chung em cũng ít có đi chụp hình lưu lại. Cô gái 37 tuổi ha, cao 1m55. Đó, 36 tuổi, cao 1m6. Khó đoán vậy. Bây giờ mình đoán không được, mình nhắm coi cái gu mình là cô nào, chồng chỉ tôi thử coi. Cô nào? Thôi. À, cô Hường Hường đó ha. Bên đây, có một sự lựa chọn đó chứ còn ai khác đâu. Rồi, xin mời các bạn nhìn về cánh cửa trái tim để Tường sẽ mở cánh cửa ra cho hai bạn gặp nhau nha. Dạ. Cảm ơn bà. Rồi, đưa qua trái tim này luôn. Dạ rồi, em cảm ơn. Em cũng có quà nhỉ. Rồi, ý nghĩa gì tặng cho ảnh cái cây này? Xuyên đồng và xuyên đá. Nó là một cái gợi sự là vượt qua mọi khó khăn. À. Thì nó cũng giống như là tượng trưng cho người miền Trung của em. Đúng rồi, coi như thiên tai, lũ lụt, hạn hán đủ thứ hết trơn. Khắc khổ, cho nên là con người miền Trung kiên cường vượt qua mọi khó khăn. Nhưng mà nó cũng phù hợp với hoàn cảnh của em, là bây giờ mình phải kiên cường để mình lập nghiệp lại, nghe không? Rồi, cái món quà của ảnh là gì nè? À, có ý nghĩa gì lồng ghép vô con gấu bông đó không? Cũng chẳng có ý nghĩa gì, tại thấy gấu bông dễ thương, bạn nữ ưa thích đó. À,
Thôi kệ, ôm con gấu bông nhớ đến anh được rồi ha. À, cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi mở cửa trái tim này là như thế nào? Thấy bạn gái dễ thương. Mà bạn gái nhìn mình thế nào? Dạ thấy cũng... Thôi bây giờ vậy, để cho hai bạn có cái điều kiện trò chuyện với nhau thoải mái hơn chút xíu, chị Tường sẽ tránh mặt chút xíu nha. Mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn cùng với chương trình. Mình vừa ăn mình vừa trò chuyện với nhau, thoải mái tự tin lên nha. Thời gian chương trình có mấy chục phút thôi, muốn hiểu, muốn hỏi cái gì là phải hỏi nha. Đừng có ngần ngại là mất thời gian nha. Rồi, xin mời hai bạn. Nhân kỷ niệm một năm yêu nhau, bạn gái muốn cả hai cùng đi du lịch nước ngoài ở khách sạn sang trọng. Bạn nam làm gì khi kinh phí gấp đôi mức lương hàng tháng của mình? Hỏi câu khó không? Chết luôn. Cái này là của chương trình mà. Nhưng mà thực tế cuộc sống nó cũng có thể là vậy. Cuộc sống mình nói chung là nếu mà kinh phí không đủ mà mình đừng nên đi. Kinh phí không đủ mà mình đừng nên đi. Sau này gia đình nó có khó khăn nữa hết. Còn quan điểm này như thế nào? Có cách xử lý không? Cuộc sống á, thì nếu mà đã hai người đi yêu nhau thì vấn đề là đều có thể san sẻ. Nhưng mà ví dụ như anh có thể nói ra thì bạn nữ vẫn có thể là có hướng xử lý cho mình. Hoặc là ví dụ như bạn có thể là không đi nước ngoài nữa. Hoặc là bạn có thể đổi thành tour du lịch ở trong nước chẳng hạn. Thì ví dụ anh có chia sẻ, anh nói chứ còn lúc đó anh nói bây giờ anh không có tiền thôi khỏi đi. Thì lúc đó bạn cũng sẽ buồn. Đó là thật sự, thật lòng như vậy. Thì nói chung là anh thì hướng nội nhiều hơn, hướng ngoại ít lắm. Tại vì những cái câu hỏi này kia nọ anh hơi bị khó. Theo cái đó nó cũng là một cái để mà xử lý cuộc sống. Ví dụ như sau này hôn nhân của hai đứa thì nó đâu phải là của hai đứa không đâu, còn của ba mẹ của hai bên nữa. Nếu lúc đó mà ví dụ như thay vì nói về chuyến du lịch đi, thì ví dụ như ba mẹ em bệnh đi, lúc đó anh cảm thấy anh không có tiền, chẳng lẽ anh nói là thôi ba mẹ bệnh kệ ba mẹ, đâu có được. Không có vấn đề bệnh. Cái đó cũng là một cái ước muốn của bạn nữ. Thì nói về cái chuyện du lịch là chuyện nhỏ thôi, còn chuyện cuộc sống nữa thì cái đó là tương lai của sau này. Mà anh nói vậy để thì em cũng hơi buồn xíu. Câu hỏi của anh đi. Tình và tiền em chọn cái nào quan trọng hơn? Nếu mà không có tiền thì cũng không sống được. Còn nếu mà cuộc sống mà thiếu tình thì nó cũng vô vị. Nếu về tiền và tình thì có điều hai, cả hai đều quan trọng. Quan trọng là mình dung hòa như thế nào. Em chín chắn hơn nhiều. Em lập nghiệp đây 15 năm. Cũng cỡ 12, 13 năm. Anh lên đây lập nghiệp mình lên ở như thế này. Thì nói chung thì em ở với em. Thì giờ là em đang ở quận mấy? Em thì hiện tại em đang ở quận 12. Em có tiền dự tính gì tương lai sau? Thì em vẫn dự tính là sinh sống và làm việc ở thành phố thôi. Nói chung là nếu mà lập được gia đình, lập được ở thành phố càng tốt. Thôi anh dùng đi. Anh ở đây mình à? Đúng rồi. Tại anh lên Sài Gòn có anh à? Ba mẹ quê của anh còn khỏe không? Dạ ba mẹ nói chung là cũng yếu rồi, lớn đủ rồi. Cũng khó anh lập gia đình lắm á. Mà có cái không biết sao cái môi trường nó đưa đãi cứ đi hoài. Nó coi thật lòng mình đi riết mình tới nỗi mà mình về với quê những cái người ở xóm á, người ta không biết mình là con của ông đó rồi. Gia đình thì nói chung là ba mẹ cũng chung với Úc á cũng yên tâm, cũng không có nói nổi. Ba mẹ không có. Ba mẹ ở quê không à. Nhưng mà xung quanh thì có bà con bạn bè nên cũng đỡ. Tình tiền cái nào quan trọng hơn hả? Nói xong chưa? Dạ rồi. Chà khó à, anh này chắc giờ tiền quá, anh đang thiếu tiền mà. Hiện tại giai đoạn này với em cái nào quan trọng hơn? Tiền quan trọng hơn. Tiền quan trọng hơn. Em? Em cũng thế. Hay quá. Toàn những con người rất là thẳng thắn. Rất là tiền bạc. Trời, có ai hỏi tôi giờ tình với tiền nào quan trọng hơn ta? Chị sẽ nói tình. Em biết chị nói tình luôn hả? Chắc. Chà chứ đôi lúc nhiều khi chị cũng chọn tiền. Ok, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em kết nghĩa với em. À, hôm nay em đi với ai? Dạ không có ai với chị. Không ai chơi, đi mình. Rồi, bây giờ mời em của em vô mình hỏi thăm chút xíu nha. Rồi, chào em nha, em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường nha. Em tên Hồ Thành Tuấn, em kết nghĩa với chị Hà. Rồi, kết nghĩa được bao lâu rồi? Khoảng 5-6 năm rồi. Trời, 5-6 năm là cũng lâu rồi ha. Dạ. Là cũng hiểu về tính tình cũng như là cuộc sống công việc của chị phải không? Dạ. Rồi, mình là người đàn ông luôn nè, mình sẽ có cái nhìn rất là khách quan. Thì hôm nay em lắng nghe câu chuyện của hai anh chị trên này. Thì cái nhìn của em, một cái người ở bên ngoài, thì em nhận xét sao về cặp đôi này? Chắc cho anh nói về anh chỗ anh Vàng trước. Thì anh thì đang khởi động lại một cái cuộc sống mới sau cái dịch khó khăn. Chắc là mình cũng cần cái thời gian để mà làm quen lại cuộc sống mới, rồi tìm cái cơ hội mới, và cũng là cái sự thay đổi để có thể tìm được nửa của mình ở thành phố này. Thì em cũng
hy vọng anh sẽ gặp nhiều may mắn. Còn chị em thì thuộc mẫu người hiện đại, rất là dứt khoát, mạnh mẽ và tự lập. Em cũng không biết là lại nói như thế nào về chỗ hai anh chị, tại vì thực sự là sẽ khá là khó. Em cũng không biết là tương lai anh là anh sẽ muốn ở đây luôn hay là anh sẽ còn quay về Kiên Giang lại. Còn chị thì khả năng thì nhiều là chị sẽ ở đây luôn. Thì em có thể trao đổi, đây là hai bạn nam nói chuyện với nhau, mình trao đổi thử vài câu xem như thế nào. Chung là cuộc sống bây giờ nói chung là chỗ nào mình sống được là mình sống, chứ không nhất thiết là về quê. Anh cũng có cơ hội, cũng có dự định là cũng phải ở như này chứ không phải là về quê không. Tại vì anh đang lấy cái bằng xe tải, anh thuê sạn làm ở trên này. Khi nào mà có đủ điều kiện anh sẽ về dưới quê, đi lên xuống như này để buôn bán này kia nọ, chứ không, anh đâu có nhất thiết về quê không đâu. Nếu mà xét về gọi là tình cảm, tức là tính cách để bù trừ nhau thì em thấy sẽ khá là hợp. Tại vì cụ thể thì em không biết là anh có thể là ở đây anh hiền về nhà anh giữ thì sao đó thì em không rõ. Theo em nhận đánh giá là anh hiền hay dữ? Thì thật đa phần những miền Tây á, thì sẽ hiền trước khi say. Cái vấn đề đó em yên tâm, vấn đề đó anh là nhậu nhẹt anh không có, cà bạc không có, rượu chè anh không có, cái vấn đề đó yên tâm. Em nghĩ là anh chị cũng nên có cơ hội để làm quen. Nói chung là mọi thứ nó còn ở phía trước. Dạ. Hôm nay thì 30 phút của chương trình là mình chỉ gặp nhau, có một cái duyên mình gặp gỡ thôi. Mình người ngoài mình nhìn vào mình phân tích như vậy, còn thật sự trong cái lòng của hai người ngồi ở đây á, họ có cái luồng điện gì với nhau hay không, họ có cảm xúc gì với nhau hay không, thì họ đều là những người đã trưởng thành hết rồi. Họ sẽ tự đưa ra cái quyết định cho mình. Thì mình cũng chỉ là mong muốn cầu chúc những cái gì mà nó tốt đẹp nhất, nó may mắn đến với họ thôi. Rồi cảm ơn em trai rất là nhiều. Mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của hai bạn này nha. Cho chị Tường hỏi thêm một ý của hai bạn, rằng là mặc dù là mình chưa lập gia đình, nhưng mà bạn nào thì cũng đã từng có những cái mối quan hệ cũng gần đến hôn nhân. Thật sự là tuổi này của mình là ai cũng yên bề gia thất hết rồi. Thế thì hai bạn có ngại cái vấn đề là mình sống thử để mình tìm hiểu nhau chắc chắn trước khi mình tiến tới hôn nhân không? Em gái nói trước đi. Em thì không thích. Lý do? Bởi vì cái khi mà đã sống rồi á, thì em muốn đường đường chính chính. Đúng rồi, chứ còn sống thử em thấy nó sao em không thích lắm. Quan điểm của em thì sao? Em thấy nếu mà theo thời buổi hiện đại giờ thì sống thử em thấy cũng bình thường. Bây giờ thì đó, thời buổi bây giờ thì không có cái gì đúng và không có cái gì sai. Nhưng mà mỗi người có quyền bảo vệ cũng như là giữ lại cái lập trường cũng như cái quan điểm của mình. Và quan trọng khi gặp nhau làm sao mình cần tìm cái người mà trò chuyện với nhau được, chia sẻ với nhau được trong những cái khó khăn trong cuộc sống, đó mới là cái vấn đề quan trọng. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn hãy nắm tay nhau qua cái trái tim này 30 giây, nhìn thẳng vào nhau. Còn điều gì mình muốn hỏi, mình cũng muốn thắc mắc, hay là mình cảm xúc của mình, hay muốn cái ngỏ lời, muốn nói gì, chia sẻ gì nữa, 30 giây cuối cùng dành cho nhau trước khi mình đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. 30 giây dành cho hai bạn. Muốn nói gì với cổ không? Anh cái gì nói không? Anh cứ nói sao? Anh giờ không còn tâm trí nữa. Sao không còn tâm trí? Bài hết rồi. Bài rồi. Sao là? Rồi, cảm ơn hai bạn. Giống như chị nói nha, quyền quyết định là ở các bạn. Cơ hội thì chương trình đã tạo ra, nắm bắt nó hay không là quyền của các bạn. Tường cũng đã cố gắng hết sức. Tường không nói vào, nhưng Tường cũng không nói ra. Tại vì cảm xúc là do các bạn tự quyết định. Nếu đúng là cái đối tượng này có một chút rung động, cái lý trí mình dòm thấy được nó phù hợp, thì hãy cho nhau cái cơ hội. Bởi vì tuổi càng cao thì cơ hội nó sẽ càng ít lại. Nhưng cũng không phải vì mình quá tuổi mà mình lại dễ dãi với những cái sự lựa chọn của mình. Cái đó là tùy quan điểm của mỗi người nha. Hãy nắm bắt cơ hội và cho nhau cơ hội khi còn có thể. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò bấm nút, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 Nhân kỷ niệm 1 năm yêu nhau, bạn gái muốn cả hai cùng đi du lịch nước ngoài ở khách sạn sang trọng. Bạn nam làm gì khi kinh phí gấp đôi mức lương hàng tháng của mình? Cuộc sống mình nói chung là nếu mà kinh phí không đủ mà mình đừng nên đi. Sau này gia đình có khó khăn nữa thứ hết. Thì nói về cái chuyện du lịch là chuyện nhỏ thôi, còn chuyện cuộc sống nữa thì cái đó là tương lai của sau này. Mà anh nói vậy thì em cũng hơi buồn xíu. 3
hết thời gian, em vẫn chưa cảm thấy có một sự trùng khớp, rung động. Còn em? Kể theo em nghĩ thì giữa em với bạn này có hai cái tính cách khác nhau. Em á là chuyên về hướng nội, còn bạn này thì chuyên về hướng ngoại. Nó hai cái nó đối lập nhau hơi bị nhiều nên em thấy chắc cũng ngại. Thì thôi vậy Tường xin thay mặt cho chương trình thì đầu tiên là chúc cho hai bạn được nhiều sức khỏe và hy vọng rằng là thời gian sớm nhất cái tình duyên thật sự, một nửa thật sự sẽ đến với hai bạn. Rồi, Tường gửi tặng cho bạn một món quà từ chương trình nha. Dạ, đúng rồi. Rất là tiếc đúng không quý vị? Nếu như quý vị khán giả theo dõi thì cũng thấy rằng là chúng ta cũng có thể đồng cảm được với cái sự quyết định của hai bạn này. Bởi vì khi mà mình càng lớn thì mình càng chín chắn, thì mình càng đắn đo và càng khó đưa ra cái quyết định hơn. Có thể sẽ khó tính hơn. Các bạn trẻ thì người ta sẵn sàng cho một chút cái cơ hội, nhưng mà càng lớn thì nó càng như vậy đó. Thôi thì mọi thứ là tùy duyên. Và cũng luôn luôn cảm ơn quý vị khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Và đối với cặp đôi mà tham gia chương trình mà không thành công thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là cái gói premium của ứng dụng vừa ra mắt mang tên là Speak Couple. Đây là một cái ứng dụng hẹn hò với một cái môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, giúp cho các bạn có thể tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Và trong cái ứng dụng này các bạn cũng sẽ được làm mai mối bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng. Và Tường cũng xin chia sẻ một thông tin để các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 0942 461 039 hoặc là mình có thể liên hệ trực tiếp đến fanpage của Hẹn Ăn Trưa để mà đăng ký tham gia chương trình. Và các Tường cũng rất là vui khi được gặp gỡ và mai mối cho các bạn. Nhớ chia sẻ thông tin này cho nhiều người đều biết để hỗ trợ cho những bạn đang còn loay hoay tìm kiếm một nửa yêu thương của mình có một cái nơi đáng tin tưởng để mà gửi gắm các bạn nhé. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều và hãy nhớ đón xem chương trình của chúng tôi khung giờ phát sóng rất quen thuộc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Khuyết điểm của em là rất là ngang à. Khuyết điểm thì ai cũng có nhưng mà không có lớn, không có ảnh hưởng tới mọi người. Nếu anh xỉn, anh có dám để em chở đời không? Cảm nhận mình đủ tỉnh táo chạy về thì anh sẽ về. Không, công an bắt mà. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên là Đỗ Ngọc Anh ạ. 23 tuổi, hiện tại đang làm xét nghiệm. Xét nghiệm cái gì em? Xét nghiệm máu tại dự phòng Bình Thạnh. Kỹ thuật viên lấy máu, thử máu đó. Dạ. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Dạ, nhà em ở Củ Chi ạ. Bạn Ngọc Anh, 23 tuổi, làm kỹ thuật viên xét nghiệm máu. Bạn nam giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn. Mình tên là Lê Thanh Nam, mình 30 tuổi. Công việc hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Làm việc ở đâu bạn? Dạ, ở Bình Chánh chị. Bình Chánh. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà tính chính thức thì em chỉ một mối tình chính thức thôi. Bao nhiêu lâu bạn? Dạ, 5 năm anh. Wow, mối tình 5 năm cũng khá dài nha. Nhưng mà chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, được hơn 3 năm rồi chị. 3 năm. Nhưng mà lý do chia tay bạn? Dạ, do là sức ép từ hai bên gia đình anh. Nếu mà gia đình cấm cản á thì không lẽ anh không có chính kiến gì về với gia đình à? Dạ anh. Dạ cái gì trời ơi trời. Anh cũng có giải thích và phân tích rõ. Anh muốn là người anh cưới về phải được lòng tất cả mọi người. Đúng rồi em ơi, thường á một bên á ngăn cản thôi là đã khó rồi, chứ huống chi mà hai bên ngăn cản. Cái này khó. Bạn gái trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một thôi ạ. Rồi cũng một. Chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay hơn năm rồi ạ. Lý do tại sao? Lý do là tại vì em không có thích bị ràng buộc. Rồi giờ có bạn trai nữa thì cũng ràng buộc rồi sao? Em không có thích tính ràng buộc. Sở thích của em là gì? Em rất thích ăn ạ. Ăn gì? Ăn một là những món em tự nấu. Là tự nấu tự ăn? Dạ. Cô này cũng lạ, thường thường là thích mình nấu để người khác người ta ăn. Nhưng mà cô gu lạ ghê nha. Và ngoài sở thích đó ra mà có sở thích gì nữa không? Dạ đi du lịch ạ. Em thích đi với người lạ thôi. Ủa là sao? Thích đi với người lạ là sao? Tại vì em hay theo dõi những cái trang web tổ chức lịch đi á. Thì em đăng ký để đi theo thôi. Mình đi thì mình đi riêng xe của mình, nhưng mà ý là đi chung với đoàn. Thì ở đó toàn là người lạ thôi, nhưng mà người ta rất là thân thiện à. Người quen không có thân thiện đúng không? Người quen thì mình quen quá rồi.
Nhưng mà nếu em đi nhiều vậy, tiếp xúc với nhiều người lạ vậy thì trước lạ sau quen, thì đáng lẽ là em phải tìm được bạn trai chứ, sao em phải cần nhờ tới chương trình? Riêng em nghĩ là mình không có duyên, không có duyên gặp được người mà mình thích. Em muốn tìm mỗi người bạn trai như thế nào? Em muốn kiếm người đầu tiên là ít nói rồi. Anh này ít lắm á. Anh ít nói. Đúng luôn rồi đó. Tốt bụng. Anh này tốt. Có thể bao dung. Bao dung có luôn. Rồi xác định là làm ở thành phố luôn. Em có thể những cái dịp lễ đồ em vẫn thể theo về, nhưng mà xác định cuộc sống chính thức là ở thành phố. Nhưng mà ở thành phố làm dâu được không? Dạ được. Em có xác định ở thành phố hay không? Dạ, nơi nào môi trường tốt, tạo điều kiện cho mình làm ăn và phấn đấu tốt, mình sinh hoạt tốt thì mình sẽ ở. Nhưng cô kia cũng thích ở thành phố, mặc dù thành phố có đôi khi không có làm ăn được. Em đã muốn lập nghiệp và sinh sống ở đây, cho nên là về vấn đề đó thì em yên tâm. Rồi được. Còn gì nữa không em gái? Dạ chỉ thế thôi ạ. Có đặt ra ngoại hình giống ai, tiêu chuẩn như thế nào vậy không? Dạ cái đấy em không quan trọng lắm rồi. Rồi có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích cái tính gia trưởng. Rồi tại em quan niệm nè, đang yêu á thì đừng có bắt nhau phải này. Cảm giác hiền lắm, yêu thì phải làm cho mình thoải mái thôi, chứ đừng có bắt ép nhau dữ quá. Còn bản thân mình, em thấy em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là rất là ngang à. Nói thì hơi nhiều, nhưng mà do trên đây ngại nên ít nói. À nãy giờ là ngại đó hả? Dạ. Chỉ vậy thôi phải đơn không? Giản. Còn em bạn trai? Em thích tìm người yêu như thế nào? Dạ biết sống, biết cư xử, hòa đồng với tất cả mọi người, biết kính trường trên nhường dưới, có lễ độ xíu này thì tốt à. Cái này thì dễ rồi. Dạ. Ngoại hình, ngoại hình. Ngoại hình không quan trọng. Không quan trọng luôn. Chắc không? Dạ. Đàn ông cứ nói không quan trọng, quan trọng. Còn đến tuổi này thì chắc em cũng hết. Còn 30 tuổi mà đến tuổi này làm thấy ghê quá. 30 tuổi à, có gì đâu mà đến tuổi này. Hiền lắm, hiền khô à. Hiền. Nhìn anh né luôn thấy không? Anh có khuyết điểm gì không anh? Dạ khuyết điểm thì ai cũng có, nhưng mà không có lớn, không có ảnh hưởng tới mọi người. Dạ. Mình có cái điều gì mà mình không thích ở người con gái không? Đừng có bày hay, không nhìn nó không gọn gàng. Cái phong cách ăn mặc thì hiện đại nhưng mà đừng có hại điều. Tùy từng điều hoàn cảnh mà mình thích ứng với cái ví dụ như ngày hôm nay bạn gái lên đây tham gia chương trình, theo em nghĩ bạn gái mặc cái đồ gì là thích hợp nhất? Một chiếc váy xòe bình thường thôi là được rồi chị. Phải xòe mới được hả? Bây giờ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Trong năm hoặc là qua năm hoặc là hợp thì đến với nhau bất cứ lúc nào cũng được chị. Mình đã chuẩn bị gì cho cái hôn nhân chưa? Dạ chuẩn bị từ 2 năm trước rồi chị. Nói chung bạn ấy dễ lắm, sao không được, mai cưới mốt cưới cũng được, nữa quan trọng là yêu nhau. Hôm nay lên đây tham gia chương trình thì ba mẹ có biết không? Dạ có chị. Có dặn dò tìm con dâu như thế nào, dặn dò gì em? Dạ không, thì ba mẹ ở nhà cũng đối thúc lắm rồi. Một câu hỏi cuối cùng nè, em có ghen không? Dạ yêu thì cũng có ghen chứ chị. Ví dụ giờ bạn gái đi tiệc tùng rồi bận đầm có hơi sexy chút xíu vậy, em có cho không? Mấy chuyện đó là bình thường hả chị? Được rồi, cảm ơn bạn. Dễ, bên đây dễ lắm, quan trọng ba mẹ thôi. Chào em gái. Chào anh. Anh này anh hiền lắm, anh bảo đảm em nhìn là em chấm thôi. Bây giờ vấn đề làm sao để em chinh phục ba mẹ của anh ấy. Em rất được người lớn yêu thích. Ừ cái này là được rồi. Dạ. Tự tin là được. Tự tin như thế được rồi. Ít ai ghét em lắm, tính em là vậy. Anh ấy rất hiền nha. Dễ dạ. Thương. Em thấy cũng hợp đấy. Cặp này hợp đó. Ừ. Nhưng mà nếu như bây giờ anh tiến tới hôn nhân thì em chừng nào mới chịu? À, nếu mà em cảm thấy anh đó hợp với em được thì anh em... muốn một anh muốn trong một năm thôi đó, ba mẹ anh hối thúc dữ lắm rồi. Được không? Vậy phải do tình cảm quyết định chứ. Nếu mà bây giờ để em gặp một người xa lạ mà em bẻo một năm cưới. Nãy em nói em thích chơi với người xa lạ. Em thích cách bạn thôi à. Thôi rồi hai người sẽ nói chuyện với nhau nha. Nhưng vấn đề để anh hỏi người thân trước cái đã. Ý kiến người thân cũng quan trọng lắm. Dạ. Nha. Hôm nay em gái giờ... có đi với người thân không? Dạ có. Để em đi với ai? Em đi với bạn em hả? Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là bạn của Ngọc Anh từ hồi học cấp 3 tới bây giờ. Dạ, ở chung với nhà nó luôn. Bạn em rất là đơn giản, dễ thương, rất là dễ thương luôn. Sống thì rất là biết sống, ấn tượng về bạn thì rất là thích bạn. Còn về anh trai bên đây thì em thấy là anh rất là hiền, chín chắn và trưởng thành. Về ngoại hình thì rất là ok. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với người em họ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý vị khán giả. Em là em họ của anh hiền và rất nhiệt tình. Anh cũng rất kỹ tính. Bên bạn gái bên này là rất là xinh, cũng rất dễ tính. Dạ em cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em.
Bây giờ thì tính hai bạn nha, mình tâm sự trực tiếp với nhau, có gì cứ hỏi ảnh nha. Anh hơi ít nói một chút. Kéo mà động đi. Bạn gái rất là mời xinh bạn luôn, rất là dễ thương. Dạ, chào. Anh làm ở đây lâu chưa ạ? Anh làm cũng được 4 năm, hơn 4 năm rồi. Anh có thích đi du lịch luôn? À, cái đó là sở thích, niềm đam mê á. Nhưng mà phải đi xe máy á. Anh cũng thích, rất thích đi phượt. Ủa vậy hả? Anh chạy xe tốc độ cao không? Nói chung chạy là miễn sao an toàn thôi chứ. Ủa vậy hả? À? Em chạy nhanh nhưng mà em chạy rất là an toàn. Hai người đi phượt chung thì ai chở ai? Dạ, tất nhiên là em phải chở chứ chị. Anh có để cho em chở không? Mình đổi tài cho nó vui. Tại vì đúng rồi. Dạ không, cái đó thì em phải đảm bảo sức khỏe để mà có một hành trình tốt. Em rất khỏe. Ông ngồi sau nhiều cái hấp dẫn thú vị lắm em. Mình thay phiên nhau vui mà. Dạ. Em sợ ngồi đằng sau lắm à. Ủa em tính chạy suốt luôn á hả? Đổi tài một chút thôi, nam người ta chạy 80%, còn em chạy 20% đoạn đường được rồi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh đặt ra tiêu chí với anh chỉ cho một tuần anh chỉ được nhậu 2 lần thôi. Nếu anh xỉn anh gọi, anh có dám để em chở về không? Không. Nếu mà anh xỉn á thì anh sẽ vào quán cà phê anh nghỉ ngơi một xíu. Bực bội à, không làm ai nữa, mệt nghỉ. Con ta chở vô kia đi có sao đâu. Còn nếu mà mình cảm nhận mình đủ tỉnh táo chạy về thì anh sẽ về. Không, công an bắt mà. Nói chuyện khác, nói chuyện khác đi, chuyện hoài vậy đấy, trời ơi, thiệt tình. Nói chuyện tình yêu đi. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Chắc em hỏi suốt luôn đi em. Bây giờ em hỏi anh không trả lời được. Hỏi đi, hỏi kệ, hỏi nữa đi, hỏi thử coi. Tấn công tới tấp cho anh. Ngoài sở thích du lịch em còn sở thích gì nữa không? Em thích ăn lắm. Em rất thích được ăn. Như anh nấu em có ăn được không? Ồ, anh nấu dở cỡ nào em cũng ăn. Anh em thì nấu thì không dở. Thôi, chuyện yêu đương, tình yêu, hẹn hò gì ăn uống hoài. Chơi. Bây giờ mình hẹn hò nhau đi hẹn chơi, hò mình hẹn đó. Hò sao nè. Trai chủ động cái coi bây giờ hẹn hò với bạn gái thì sao? Hỏi sao giờ anh hỏi giờ em muốn đi chơi đâu, anh hẹn đi chơi liền luôn. Hẹn hò liền ngày đầu tiên đó, hẹn ở đâu? Cái đó thì chắc để liên hệ sau. Trời đất ơi. Thôi bây giờ cảm nhận về nhau nè. Bạn trai cảm nhận về người đối diện như thế nào? Chia sẻ trước khi chúng ta quyết định. Anh thấy em cũng dễ thương, năng động, hoạt bát. Em có thích không? Dạ, cũng thích. Anh hiền quá. Anh hiền mà nhiều câu cần nói lại không nói được. Cái khuyết điểm lớn của anh là không tự tin trước đám đông. Anh cũng muốn chủ động và để cho em mình. Nhưng mà thật cảm xúc nó đang rất là hồi hộp anh. Tiếp tục đi đó, được rồi đó, được rồi đó, được rồi đó. Hả? Em cảm nhận về anh như thế nào? Thì đấy, em vừa mới bảo ấy. Anh có nói cái gì đâu mà em hiểu anh một tí xíu nào. Bây giờ ngày đầu tiên em hẹn hò với cô ấy, em sẽ hẹn ở đâu? Theo sở thích của em, anh rất chân thành và nhiệt tình. Đó. Nếu em đồng ý mình tìm hiểu với nhau thì anh sẽ đưa em về ra mắt với ba mẹ. Anh nghĩ cái tính em năng động vậy á, nhà anh có chấp nhận được không? Ba mẹ anh rất là hiền, nhiệt tình và thoải mái lắm. Dạ. Cho nên là vấn đề đó em khỏi lo. Thôi bây giờ một câu cuối cùng em tỏ tình, chứ nãy giờ cô chưa hiểu em nhiều. Đó, em thuyết phục một câu gì đó nữa. Mình đã lên đây rồi, mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và... Không phải câu đó. Mình nói từ trái tim mình, suy nghĩ gì cô ấy, nãy giờ mình cảm nhận thế nào, mình mong muốn điều gì, suy nghĩ cho kỹ nào. Em, cô Khánh Linh, anh nói thật, nếu mà anh phải đi theo em thôi. Nào, nói gì đi em. Em không biết nói gì. Nói câu gì, một câu một thôi. Nói gì tận đáy lòng của mình rồi mình sẽ tiến hành đến bấm nút. Nói được luôn hả? Thôi mình thể hiện bằng nút bấm thôi. Ta đã nói ta thích thể hiện bằng hành động rồi. Lời rồi. Ép người ta hoài. Thôi bây giờ là giây phút quan trọng.
Cả hai bạn đều suy nghĩ thật kỹ. Hãy đi đến quyết định, bấm hay không bấm. Nào. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao em không bấm nút? Em thích một người ít nói nhưng mà nói những gì cần nói. À, rất tiếc cho em đấy, anh nói thật. Cô gái rất là dễ thương. Cô gái dễ thương lắm. Cô cũng muốn bấm nút đấy nhưng mà em không nói cái gì làm sao bấm được. Nhiều khi là em chưa thấy được, chưa thấy được cái điểm em thích. Mình có thể sau ngoài chương trình thì mình có thể gặp nhau ở ngoài và mình trao đổi thêm và tìm hiểu. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Có rất nhiều người đang theo dõi chương trình và biết đâu những người đó sẽ là một nửa của các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Chúc hai em may mắn trên con đường tìm người yêu thương của mình nha. Em cảm ơn. Em thích mẫu người thế nào? Mẫu người phụ nữ truyền thống, không trang điểm nhiều quá, giống chị Cát Tường rồi. À, chị thì hơi lè loẹt đó. Anh ơi, em rất là đơn giản. Đau quá. Ép quá mà cũng không được mà. Anh rất thích cô gái đó bấm nút với chàng trai này. Nó thật sự như vậy. Một cô gái rất thông minh, rất năng động. Thôi khó quá, mình bỏ qua. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Hay dạ. Mời bạn nam. Thôi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu cái cho nó sớm coi. Dạ, chào anh Quỳnh Ninh, chào chị Cát Tường. Đúng em rồi. Tên là Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Đới Văn Ti. Ti, Ti, tờ Y Ti á hả? 28 tuổi, đang sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Làm nghề gì bạn? Em làm quản lý bảo trì công ty trong nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh cùng tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Hương. Năm nay em 28 tuổi. Quê của em là Quảng Bình, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và công tác ở Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai. Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non ạ. Bạn nữ 28 mà bên đây cũng 28 vậy, bằng tuổi hả? Dạ. Cô giáo mầm non hát được á, bây giờ hát bài cho nó phá tan cái không khí. Đúng rồi, cặp kia không có kết hôn, ủa không có đồng ý hẹn hò, hôm mai bà mối đang buồn quá. Ừ. Em hát tặng cái không khí nó sôm lên em. Tình yêu có từ nơi đâu, em một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây trên dòng sông sâu. Hay quá, ngọt rất ngào là lắm. Ngọt ngào. Rồi em trai hát bài đối đáp liền. Bằng lòng đi em, anh về quê thăm má con cháu. Tiếp tiếp tiếp. Mẹ cha nên hỏi. Lại làm lại, hai ba bắt đầu. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Bài lần thứ ba, hai, ba. Phải hát đàng hoàng cái bài này nha. Bắt đầu. Dạ. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Khó quá, khó quá luôn. Em gái, em đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Ngoại hình là cao hơn em. Một người biết chia sẻ, biết quan tâm và sâu sắc trách nhiệm. Có công việc ổn định ạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích một người là nóng tính, gia trưởng, hút thuốc. Bạn trai bên kia có hút thuốc không? Dạ không dạ. Có nóng tính gia trưởng không? Hơi nóng tính chứ còn gia trưởng thì không. Vậy đơn giản mà. Em trai, bạn em trai thích mẫu người thế nào? Anh mặc đơn giản. Mẫu người phụ nữ truyền thống, không trang điểm nhiều quá. Đi đâu cũng đi trang điểm nhiều thì cũng ta trang điểm đẹp chứ có gì đâu. Không phải, tôi ví dụ như thế đi làm hoặc là đi ra ngoài đường, có ví dụ như thế mình chỉ đi ra ngoài đường không, mình cũng trang điểm thì. Anh ơi, em rất là đơn giản. Ta ra đường ta trang điểm vừa đẹp cho mình, vừa đẹp cho gia đình, cho chồng, cho xã hội nữa. Mình có nở gì mặt đâu, nở mày chứ. Có mẫu người lý tưởng nào không? Giống ai không? Giống chị Cát Tường được rồi. À, chị thì hơi lè loẹt đó. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là chăm lo cho gia đình, với này cũng chiều bạn gái phần nào. Cũng biết nấu ăn, phụ việc gia đình. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì đôi khi hay quên, hơi nóng tính thôi. Bạn gái thì sao? Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Rồi em biết nấu ăn, biết ca hát. Chuyên ngành của em là mầm non thì em có năng khiếu là dụ dỗ nít á. Là chăm sóc con nít được. Dụ dỗ người lớn được không em? Dạ không, dụ nít chứ người lớn thì chưa biết ạ. Chưa biết hả? Có khi người lớn dụ lại. Có bị ai dụ chưa?
Dạ dù chưa được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 4 năm rồi chị. Cũng lâu, cũng lâu quá ha. Bạn trai sao bạn? Mình có yêu ai da diết lần nào chưa? Chắc là mối tình đầu tiên. Mấy năm? 3 năm rưỡi. Rồi mối tình kế tiếp? Khoảng 3 năm. Rồi mối tình kế tiếp nữa? Được 7-8 tháng. Vậy là bạn yêu không là gần cả chục năm rồi đó. Mấy mối tình mà mỗi 3 năm mấy, mấy tháng sau là cùng là gần 7, coi như 7-8 năm rồi. Nếu bạn rút ra kinh nghiệm, bạn sẽ làm gì để có thể giữ được mối tình lần này? Vậy như thế là mình chăm sóc quan tâm mình nữ nhiều hơn. Đúng rồi. Mình tiết kiệm về lo cho những cái gia đình mình. Nói giờ thiếu quan tâm đến bạn gái ha. Giờ phải quan tâm đúng nhưng rồi. Mà bây giờ nếu như sau này mình lập gia đình thì mình định sẽ là sinh sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Ở Biên Hòa Đồng Nai đúng chị. Hồi nãy bạn gái nói ở đâu bạn gái? Dạ em ở Xuân Lộc ạ. Gần nhau không? Xa. Cách nhau gần trăm cây. Thôi. Rồi thí dụ như em qua chỗ bạn gái ở được không? Cái đó em cũng chưa biết được, tại vì dưới đó không biết là công việc nó như thế nào nữa, chứ nhiều khi ví dụ chút như xíu nữa dở mà hai bạn mình tính toán với nhau thử chuyện đó. Dạ. Ha. Rồi ok. Được. Anh sẽ qua gặp bên đàn gái coi sao nha. Em à, gái. Nếu bây giờ em phải đi theo anh ấy em có chịu không? Khi mà gặp nhau tìm hiểu mà hai người hợp á thì cái chỗ nào mình cảm thấy thuận lợi hơn thì mình theo thôi ạ. Bây giờ mình nghe anh ấy nói chuyện mình có cảm nhận như thế nào? Thì em thấy anh cũng chắc là cũng chững chạc. Quan điểm thì cũng được nhưng mà chưa rõ ràng lắm. Thôi mình gặp để mình hỏi rõ hơn ha. Dạ. Mà hôm nay tụi em có đi với người thân không? Dạ, em đi với cô hiệu trưởng trường em, sếp của em. Rồi à. Có cậu em trai em và các chị em đồng nghiệp ạ. Xin chào Quyền Linh với là Cát Tường. Dạ, chào với cô. Quý vị khán giả trong khán phòng. Thì Hương là một giáo viên rất là dễ thương. Dạ. Vì cái ngành mầm non mà yêu nghề mến trẻ với là rất là gần gũi với mọi người. Còn riêng với chàng trai hôm nay thì cho cô được hỏi là gia đình chàng trai hiện đang ở đâu? Dạ bố mẹ vẫn đang ngoài Bắc. Dạ. Vậy là em vô đây một mình. Dạ. Có anh trai ở đây nè. Nếu như mà hai bạn có duyên mà gặp gỡ với nhau, cái hướng tương lai tới thì em sẽ quyết định như thế nào? Em đưa Hương về Bắc hay là em đưa Hương về Biên Hòa hay là về Sài Gòn? Nói chung là chúng ta nói thẳng nói thật ở đây thì nó sẽ hay hơn. Công việc thì nếu mà cũng đang ổn ở Biên Hòa Đồng Nai, nếu mà sinh sống thì chắc là nếu mà ấy về thì chắc là về sinh sống làm việc Đồng Nai thì sẽ làm ở đó. Rồi có bạn bè có ý kiến rồi không? Có ai muốn dạ em xin chào chị Tường và anh Linh và chào quý vị khán giả. Thì em là chị đồng nghiệp với Hương và cũng là chị em rất là thân thiết, cũng có thời gian ở chung với nhau. Về bạn trai bên này thì theo em nhận xét thì bạn cũng rất là lanh, có công việc ổn định thì cũng mừng. Hương thì cũng quê ở xa, cũng mong muốn là tìm được một bạn trai là biết chia sẻ, quan tâm. Thì mong là bạn trai sau này chia sẻ với bạn với Hương. Rồi, cảm ơn. Bạn trai thì sao? Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với chú của em. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Chú ruột á hả? Dạ, mình lấy dì Út của Ti. Vậy trong nhà mà. Dạ đúng rồi, thấy cô bé này cũng được. Chỉ có một cái là không bằng dì cưng ơi. Chú nói là quen á, quan trọng là nhìn nhau cái đầu thôi. Rồi vấn đề đi đến hôn nhân, chứ đừng có quen mà quen chơi cho vui thì mất thời gian nhiều lắm, càng nhanh càng tốt. Chứ đừng có mà dây dưa, nó mâu thuẫn nhiều lắm. Tại vì không có ai hoàn hảo. Chắc Ti cũng biết Dượng đó rồi. Dượng nó quen gì nó trong vòng tháng là tắt luôn. Ba nốt nhạc, bấm nút luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Có nghĩa là bây giờ được là cưới luôn, cưới luôn. Mà không được thôi, kiếm người khác, khỏi mất thời gian. Kéo màn lên. 28 tuổi rồi ha. Được, em cầu hôn mình làm luôn nha. Nhớ nghe lời Dượng nha. Rồi, mời hai bạn. Bắt đầu. Có 2 phút thôi các bạn. Dạ, anh làm việc ở Biên Hòa. Vậy thì tương lai anh có lập nghiệp ở trong đây không ạ? Tức là tương lai là tính ở đây, lập nghiệp ở đây chứ không có về Bắc hay là gì. Thì em nghĩ thì ở Biên Hòa về Xuân Lộc thì cũng không xa lắm anh. Vậy thì anh có cái kế hoạch gì cho cuộc hẹn hò nếu mà hai người đến với nhau? Tức là một tuần chỉ được 1-2 lần. Vậy cũng được. Tại vì công việc của ai cũng có công việc riêng của mình, thì chỉ có rảnh được vào ngày Chủ nhật. Trước giờ thì cũng có xuống đó vài lần nhưng mà nhiều khi cũng xuống cũng xa cho nên không biết là... Em thấy đâu có xa đâu, cũng gần mà. Đi xe, đi xe có tiếng rưỡi à. Không, tại vì tối ví dụ như muốn đi chơi hẹn hò gì đó thì... Gì đây? Hơi xa vậy. Cái gì mà một chùm này vậy? Ủa cái này cái gì đây? Thước gì? Chi vậy? Nhưng mà bảo trì thì phải đo đạt. Đứng lên đo coi cổ gì bảo trì gì hơn. Nhưng mà bữa nay đi lên đây hẹn hò đeo cái thước đây một chi.
Phải, cái này lúc nào nó cũng theo em hả chị? Đâu, đứng lên coi coi. Trời ơi. Làm gì kiểm tra đồ nghề người ta kỹ vậy? Tại làm biến cho nên thằng đi đâu cũng cầm thôi. Hôm nay đâu có sửa đâu. Sở thích của em là gì? Em thì rất là thích đi du lịch, đi phượt này nọ vậy đó, xem phim, hát karaoke với bạn bè. Còn anh sao ạ? Anh thì nói chung là cũng đa số cũng hay đi chơi cuối tuần, thoảng cũng hay. Anh có thích đi du lịch không ạ? Đi du lịch thì nếu mà ấy thích đi phượt thì đi được xe máy. Dạ. Dạ. Chắc là anh với em cũng sở thích rồi. Đi chơi cho xa thì thích về miền Tây vui hơn. Dạ, ở đâu cũng được đi chơi là thích rồi ạ. Hiện giờ thì bố cũng đang ở trong đây thì nếu mà được thì sẽ sau một thời gian thì sẽ ra mắt gia đình. Cảm nhận về nhau như thế nào? Thì nhìn thấy em thì cũng chững chạc, suy nghĩ thì cũng lo cho gia đình thì cũng cảm thấy được dễ thương. Thích lo cho cả trăm đứa con nít được mà đừng nói chi. Em thấy anh này thì cũng chững chạc, chắc là người đàn ông của gia đình. Bây giờ hai bạn nói chuyện tuy rằng ít nhưng xem lại trái tim của mình có đập chưa, nhìn thẳng vào nhau 30 giây nhìn thẳng vào nhau nào, hai người đứng lên nào. Hết 30 giây chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta cảm nhận và quyết định hay không quyết định tùy các bạn. 30 giây bắt đầu. Đó, nhìn đúng rồi đó, nhìn kỹ từ đầu tới chân luôn đi. Sau này không có lầm lỡ gì hết. Được chưa? Thôi chị. Rồi, về chỗ ngồi. Bạn trai nói trước đi. Thì từ nãy giờ nói chuyện thì em cảm nhận thì thế nào vậy anh? Khi mà mình gặp nhau ở đây rồi á thì cũng đã có một cái duyên rồi. Chúng ta cũng cho nhau một cái gì đó để tìm hiểu, để hiểu rõ hơn. Em trai nãy giờ nhìn mắt em gái, em thấy sao? Em nhìn thấy thì cũng có rung động. Có rung động đúng không? Dạ. Chúng tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi, có rung động là được rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Thời gian, suy nghĩ cho kỹ các bạn. Đặt tay vào nút bấm. Hãy làm theo sự rung động của con tim nha. Đó là quyết định các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời hết gian. Hết thời gian. Em trai có bấm nút không? Dạ không. Hồi nãy em nói có rung động, nhưng lý do tại sao em trai lại không bấm nút? Sợ là nếu mà quen xa mấy này. Sợ quen xa. Rồi nhiều khi từ đây xuống dưới đó thì em cũng không chắc được sẽ xuống được thường xuyên. Mấy chục cây số là xa đó hả? Không phải, tại vì ví dụ như thời gian tìm hiểu nhau thì em cũng nghĩ dạng như thế mình dành thời gian nhiều hơn. Một cô gái rất là xinh, một cô giáo có thể chăm sóc con cái chúng ta rất là tốt. Một cô gái không ngại đường xa, nãy cô ấy nó rất gần. Nếu như mà lấy nhau thì cô ấy cũng sẵn sàng đến cái nơi của bạn sinh sống để mà ở đó cùng bạn lập nghiệp. Tôi nghĩ đây là một cái suy nghĩ bạn sẽ cảm thấy hối tiếc đó. Nhưng mà thôi, đó là cái quyết định của bạn thì chúng ta trân trọng thôi. Em gái không đừng buồn. Dạ. Em rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Anh tin chắc rằng có hàng triệu người chờ để anh này không bấm là người ta bấm đấy. Xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em... Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Dạ. Các Tường xin mời hai bạn trai cùng bước lên sân khấu. Wow. Giờ còn chần chờ gì nữa, mời hai bạn gái xinh đẹp. Rồi, xuống đây. Quý vị khán giả ơi, quý vị nhìn lên thấy hôm nay bốn người tham gia chương trình có xứng với nhau không ạ? Ai xứng với ai, mọi người tiên đoán thử xem nha. Bây giờ Tường cũng đang nôn nao lắm nhưng mà chưa có đến giờ qua xem mặt nhà gái đâu. Bây giờ mình phải trò chuyện với hai chàng trai của mình trước. Có thể giới thiệu cho chị Tường nghe những cái thông tin về em không nè. Em tên gì? Dạ, em tên Thắng. Mẹ em thì nói là em sinh năm 88 mới đúng, nhưng mà giấy tờ của em 87. Rồi, quê em là ở đâu Thắng? Dạ, em ở Bến Tre chị. Ở thành phố lâu chưa? Em lên đây từ năm 2005. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Em đang làm về digital marketing cho một cái công ty chuyên làm dịch vụ cho những cái công ty khác. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em nghĩ là trong chuyện tình cảm thì cái điểm mạnh của em đó là em là một người biết lắng nghe, thấu hiểu người khác. Nhưng mà điểm yếu của em thì có thể là đôi khi em mong muốn người ta cũng sẽ như vậy đối với em. Có những người sẽ không hiểu,
và không có đáp ứng được cái nhu cầu đó. Chính vì vậy mà nó cứ dậy hoài chưa được gì hết phải không? Cô gái ngồi ghế màu đỏ, em phải tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em chào mọi người, em tên là Lữ Cẩm Vi. Lữ Cẩm Vi, wow, cái tên ấn tượng vậy sao? 30 tuổi rưỡi. Cái gì có rưỡi trong nữa? 30 tuổi rưỡi là cái lứa tuổi là chín mùi, chuẩn bị là chuẩn bị lên xe hoa đúng không? Dạ. Nghề nghiệp em là gì? Dạ, em trưởng phòng kinh doanh công ty thực phẩm của Nhật Bản. Wow, trưởng phòng kinh doanh. Quê quán em ở đâu? Dạ, em quê Đắk Lắk. Em lên đây ở với ai? Ở với một con mèo. Ở với một con mèo. Ở một con mèo. Dạ, em ở một mình. Ở một mình với một con mèo. Con mèo tên gì? Miso. 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 Miso là miso súp của Nhật á. Tại em thích ăn miso súp. À, điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh là dễ thích nghi với mọi môi trường. Dễ thích nghi. Hòa đồng, khi nào cũng có cái tinh thần học hỏi vươn lên phía trước á. Còn điểm yếu nè. Dạ, điểm yếu cũng liên quan tới một chút điểm mạnh, tại vì phim thiệt thà quá đó. Thiệt thà quá, nhiều khi nói là thiệt thà quá thì tốt mà. Tốt nhưng mà kiểu như mình nói mà không biết cách hoặc là thẳng quá, kiểu như người ta sẽ bị mất lòng á. Chúng ta sẽ đến với cặp mà đôi ngồi ở ghế màu xanh nha. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Đạt và chào hai bạn nữ, chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Minh Teno, năm nay em vừa tròn 13 tuổi. Hả? À, 33 tuổi. Tenno là cái gì vậy? Theo nghĩa của người vượn cổ đại ấy, thì Tenno có nghĩa là không gian, cảm giác rất bao la rộng lớn. Wow. Em thích sự tự do, không gian thì cứ ôm được tất cả, trong đấy ôm được tất cả những người con gái mà em thích. Ôm được tất cả những người con gái mà em thích. Em tham quá. Tức là... bao la quá, em bao la quá. Anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời luôn á. Nhưng mà rồi cuối cuộc đầy đủ tên tuổi là gì? Tên đầy đủ là Nguyễn Văn Minh. Nguyễn Văn Minh. Đang ở đâu? Giờ em đang ở Nhà Bè. Động lực nào đi vào đây? Một là tình, hai là tiền. Vào Nam để kiếm tình hả? Wow. Hay hay. Công việc cụ thể là em đang làm gì? Một là em làm kinh doanh online, hai là em làm khai vấn. Khai vấn là cái gì? Ví dụ như là chị hoặc một ai đấy mà có cái không mang gì đấy trong cái tinh thần, hay là mình tự ti về bản thân, mặc cảm về cuộc sống, về cái hoàn cảnh, mình có nhiều cái nỗi sợ trong cuộc sống hả? Ba là những vấn đề liên quan đến mối quan hệ với mình với người khác, ai đấy cũng có những vấn đề như thế thì là có thể gặp em nói chuyện, thì em có thể là giúp họ hiểu hơn về chính mình và hiểu hơn về cái vấn đề đang gặp phải. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh chắc là đi khai vấn cho người ta rồi gì? Điểm yếu là giờ này vẫn ế gì? Điểm mạnh thì cũng liên quan đến công việc, tức là em thấy là em là người biết lắng nghe. Cái điểm mạnh nữa là em nghĩ là em là người biết tận hưởng. Trước em đi Phú Quốc hầu như ngày nào cũng ra biển nằm tắm nắng để tận hưởng cái không khí phải không? Em nên tập tận hưởng sự cô đơn nữa. Điểm yếu một là háo danh, hai là háo sắc. Háo danh, háo sắc. Hay á, bạn này hay. Nhiều người ta đâu có dám nói là người ta là người háo danh, háo sắc. Còn bạn này dám nhìn nhận mình là người háo danh, háo sắc là ok rồi. Háo danh là háo sao nè? Háo danh tức là em thích người khác công nhận, thích được khen. Háo sắc thì là mình sẽ dễ bị thu hút bởi những cái vẻ bên ngoài. Đấy chỉ thời gian đầu tiên thôi, sau này thì sẽ có cái sự thu hút về tính cách hoặc là từ bên trong nữa. Bạn này giống chị đó, chị cũng háo danh và háo sắc. Được, hôm nay chị sẽ cố gắng mai mối cho em vì chị thấy với hai chị em mình có nhiều cái trùng khớp. Đó rồi là thông tin của bạn Minh nha. Bạn Minh ở ghế xanh rồi, nha. Ghế xanh. Và bây giờ là bạn nữ mặc áo màu đỏ mà rồi ghế màu xanh nè. Em phải tự giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt. Tường quý vị nha. Tên là Đặng Thị Hồng Thắm ạ. Năm nay em 8 tuổi anh ạ. Quê ở Yên Bái, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoan, hồi nãy anh kia là 13 còn em là 8. Em 8 tuổi ạ. 8 tuổi. Có cộng nhiêu nữa không nè? Để gặp anh ý rồi cộng sao? Cái số đầu là bao nhiêu? Số 2 nha. Số 2 nha, 28 tuổi nha. Bạn 13 tuổi ơi. 2 cộng nữa anh. 2 cộng hả? Cộng thêm 4 nữa, 28 cộng thêm 4. 28 cộng thêm 4 nữa. Em hiện tại thì em đang làm kế toán ạ. Hàng nhìn những con số em thật là phức tạp quá. Em vào đây bao nhiêu lâu rồi? Em vào từ 2016. Và vô đây với ai? Dạ em vô đây cùng với em gái. Xong về sau là có mấy anh chị em cũng vào luôn ạ. Em thì mới vô đây ạ. Mới vô luôn. Thì bây giờ là nguyên nhà em ở đây hết. Có một chị ở ngoài Bắc. Nhưng mà hiện giờ thì em ở với ai? Em ở một mình cùng với bạn. Ở với bạn. Em ở xa hơn á. À. Ở trong em gái em mới sinh nên là mẹ em ở. À trời, em gái mình thì đã có gia đình, có con luôn rồi. Mà sao mình vẫn còn lang thang tới đây nhỉ? Bây em giờ... đi tìm lắm nhưng mà mãi vẫn chưa thấy anh ạ. Mẹ em đi tìm hộ em á. Mẹ em đi tìm hộ em luôn. Ở ngoài Bắc làm cái giấy độc thân cho em, không mà tự đăng ký chương trình cho em luôn. Tự đăng ký cho em luôn. Dạ. Em chào chị. Trời ơi, thương quá ha, bởi vì mẹ lúc nào cũng thương con gái hết trơn á. Mang giấy độc thân vô luôn. Bay từ ngoài Bắc mang giấy độc thân bảo em là đăng ký đi. Em không đăng ký, mẹ em tự đăng ký. Vấn đề là hôm nay em có muốn lấy chồng không? Có chứ, em quyết tâm rồi. 28 tuổi cộng 4 rồi chị. 28 tuổi cộng 4. Không sao cả, không thành vấn đề gì cả. Chị đây 45 còn chưa chồng mà em lo gì em. Bình tĩnh em. Dạ dạ. Điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em thì em là một người vui vẻ hòa đồng, có tinh thần cầu tiến,
Nhược điểm của em thì em khá là tự ti. Em tự ti là thế nào? Tự ti về chiều cao của em. Nhiều khi em ăn nói không được lưu loát á. Thấy ổn mà. Chị thấy ok mà, không có gì phải tự ti hết. Không có gì tự ti hết. Anh thấy em có sắc rồi đó là bên kia bắt đầu thế nào cũng háo cho coi. Có điểm mạnh yếu gì nữa không cưng? Nhiều khi là mình sống tình cảm ấy chị, nên là dễ người khác lợi dụng lắm. Ai hợp với ai thì mình chưa biết nhưng mà nó rất là hợp lý. Quay lại với bạn Thắng ở ghế màu đỏ nha. Em trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì một mối tình. Một mối tình, dự bị tới 5 năm. Từ năm em bao nhiêu tuổi tới bao nhiêu tuổi? Từ năm 2013 tới 2017. Thì lúc đó là cũng là cái tuổi kết hôn được rồi đó. Dạ, mà đúng rồi, lúc đó là 2017 là xém cưới đó. Hai người cùng quê luôn. Em ở huyện Mỏ Cày Nam, còn bạn đó ở huyện Dòng Chơm, nói chung là cách nhau khoảng 30 phút đi đường phà. Thì nó quá được rồi, sao lý do gì mà cách nhau cái năm? Phà hả? Dạ đúng rồi, cách nhau cái phà đi. Bơi qua không nổi hả em? Dạ đúng rồi, em không biết bơi. Nhưng mà cái lý do chính là thật sự trong quá trình quen nhau thì ban đầu á là mình nghĩ là hai cái người đối lập nhau nó sẽ bổ sung cho nhau, em được nghe như vậy. Nhưng được một thời gian đầu thôi, từ từ nó tới cái giai đoạn kết hôn á khác so với giai đoạn yêu nhau. Gia đình hai bên, văn hóa hai bên cũng khác nhau. Đó em bắt đầu em mới dừng lại và suy nghĩ kỹ là mình có thể kết hôn với người con gái này không, và có thể sống với người đó trọn đời hay không, và gia đình hai bên có phù hợp với nhau hay không. Bắt đầu dùng lý trí để quyết định thì em đã quyết định dừng lại. Em quyết định chứ không phải là bạn kia. Phản ứng bạn kia như thế nào? Nói chung là bạn kia cũng mất khoảng đâu đó 1-2 năm gì đó để quên. Nhưng mà bây giờ hiện tại bạn đó đã có bạn trai mới, và em thấy em cảm giác hơn. Hạnh phúc hơn khi quen em? Đúng rồi, hạnh phúc hơn khi quen em. Em có một cái điểm mạnh nữa là những người mà quen hoặc tìm hiểu em á, vừa bước qua em rồi tới một cái mối tình tiếp theo á, thì bạn nó kể lại với em đều là những người rất là hoàn hảo đối với những bạn đó. Cho nên là ai muốn mà có người yêu tốt thì có thể. Trời đất ơi, nói là ai muốn lấy chồng, ai muốn có người yêu tốt cứ quen qua em vài bữa đi, bỏ em đi làm. Không, đừng bỏ, đừng bỏ bây giờ, đừng bỏ nữa, đừng bỏ. Bây giờ đừng bỏ nữa. Dạ đúng rồi. Bây giờ quen là quen luôn chứ đừng có đưa người ta đi nữa nha. Dạ đúng rồi, em đâu có muốn người ta đi đâu. Sao em lại quyết định tàn nhẫn vậy, quen người ta 5 năm tuổi xuân của người ta rồi mà quyết định thôi. Sao không thôi sớm đi? Em cũng muốn thôi sớm lắm, trong quá trình quen nhau là cũng mấy lần chia tay mà tính em nó hay mềm lòng chị. Chia tay xong người ta năn nỉ quay lại. Nhưng mà thật ra là hai người trái ngược nhau về cái điều gì? Em là cái người ít nói. Bạn nói rất nhiều. Chị thấy cái đó cũng được mà. Chứ bây giờ hai đứa nói nhiều rồi cái lộn sao trời. Giống như chị vậy mà chị còn kiếm thêm một cái ông nói nhiều nữa là tao dẹp. Nhưng mà người phải nghe chị chứ. Thì cái đó cũng ok đi. Ok. Em là cái người ví dụ đi du lịch đi. Em thích đi đi gọi là khám phá văn hóa. Còn bạn đó là đi để chụp hình check in. Em nhớ có một lần đi Đà Lạt nhưng mà phải thuê cái xe máy và chở bạn đó đi chụp hình á, thì mỗi địa điểm ví dụ như chạy về Tâm Châu, Đà Lạt, gọi là Bảo Lộc, mất 30 cây, rồi đi những cái điểm chụp hình khác cũng mấy chục cây á, nguyên một ngày toàn đi chụp hình không. Nó hơi mệt và em cảm thấy nó không có happy với cái chuyện đó lắm. Chứ em thích gì thế? Thích là ở một chỗ và enjoy tận hưởng. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ em nhậu. Nên một cặp đôi với bạn này ở một chỗ nhậu hưởng thụ không gian. Đúng rồi anh, nhậu hay là nghe nhạc gì đó, quán cà phê nào đó đẹp đẹp á. Hiểu. Rồi thôi chuyện cũ bỏ qua. Dạ. Bỏ qua đi. Bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái mẫu lý tưởng của em thì giống giống chị Lâm Bi Dạ đó. Ở cái gì vậy? Móc vô đây cái chi căng vậy? Mẫu người thôi. Giống. Trời ơi, vậy là phải dũng cảm và gan dạ lắm đó. Ví dụ về ngoại hình thì không có cái mẫu cụ thể, chỉ là cảm xúc khi nhìn thấy người đó mình cảm thấy như thế nào thôi. Còn về tính cách thì đâu đó là cũng có những cái sở thích giống em. Ví dụ như là thích đọc sách nè, tập thể dục nè. Nói chung là những cái sở thích giúp cho người ta phát triển. Có những bạn rất là thích ăn uống và chuyên đi ăn uống, khám phá những cái món ăn. Em vẫn đi theo được, nhưng mà em thấy cái đó nó bình thường á. Vậy là em không cần ăn cho nên là em mới như không, vậy. Em vẫn ăn, em có tập thể dục mà chị. Ốm mà có yếu không? Dĩ nhiên là không mà chị. Ốm mà không yếu. Dạ đúng rồi. Chắc không? Chứ thấy eo uột quá. Trời, dân tập gym mà sao eo uột. Dân tập gym. Dạ. Ồ, em tập ở vùng cơ nào ạ? Cho anh hỏi vùng cơ nào em tập ở chỗ nào? Tại vì anh không thấy chỗ nào nó phát triển. Những cái chân á anh. À, cái chân trụ. À. Chân dưới, chân dưới. Em tận động tác nào ạ? Động tác nào ạ? Cái động tác này nó không một ngày cả. Thì em bỏ bao nhiêu thời gian để mà tập gym? Đâu đó là khoảng 1 tiếng tới 2 tiếng. Một thể dục thể thao. Bây giờ nói em có tin làm thử mới tin, hít đất 10 cái cho Tường coi coi. Hít đất 10 cái hả? Ừ, lâu quá chị Tường bỏ mấy cái vụ hành hạ đàn ông rồi mà hôm nay. Sẵn khoái luôn. Sẵn khoái đi. Quá đơn giản. Quá đơn giản thôi. Thử thôi. Thôi. Là bạn nó ốm không có yếu. Xuống thì như hơi thấp nha. Ta tập chạy bộ mà. Hay quá, tới chú bây giờ, tới chú. Mới có 2 cái rồi phải không? 3 4 5 Chà. Chà. Xíu xíu.
xém xỉu, mặt cũng đỏ dữ ha. Không, thường em sẽ tập cơ dưới nhiều hơn. Nữa, em cứ toàn dưới dưới không hả? Tập dưới nhiều. À, tập phần dưới nhiều hơn, okay, okay. Đúng rồi. Ổn, ổn. Mẫu ngoại hình em là thì Lâm Vĩ Dạ rồi đó. Không phải, không ý là tùy theo cảm xúc của mình thôi chị. Cần chung cái sở thích của em thôi. Dạ, đúng rồi. Không có điều này thì Tường cũng ghi nhận. Có những cái tính cách á, hay những cặp vợ chồng người ta nói là nó khác tính nhau á, thì về nó bù trừ cho nhau. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng nên lấy cái người có cùng chung sở thích. Dạ. Nó dễ. Mình thích ăn thịt nạc, kia thích ăn thịt mỡ. Mình thích coi phim tình cảm sướt mướt, bên kia thích coi phim kinh dị. Nó khó hòa hợp được lắm. Dạ. Không chị... lẽ hai đứa nằm trên giường mà hai tivi hai bên. Người ăn thịt, người ăn mỡ là ăn hết trục thịt. Ai cũng ăn thịt, hết dành thịt mỡ ai ăn. Nó cũng khó. Chỉ tình yêu không biết được. Khó lắm. Em nghĩ là tùy duyên. Tùy duyên, tùy duyên. Dạ, tùy duyên. Mà chúng ta đều là những người duyên chưa tới, chờ đi cưng. Đúng rồi. Rồi, mời bên bây giờ là tới cô gái ngồi ghế màu đỏ nè. Chuyện tình trường em sao? Là rất rối phức tạp. Hồi xưa giờ thì 5 người. 5 cuộc tình? Dạ. Thì trong đó là có 3 anh người Việt Nam, 2 anh là người Nhật. Cuộc tình nào sâu đậm nhất? Người sâu nào? Đậm nhất thì chắc có thể là cái anh người Nhật mà em quen đầu tiên đầu 2013. Cũng làm chung với nhau á, đi phượt với nhau, đi tất cả nhà hàng, cà phê, trải nghiệm với nhau rất là nhiều. Cũng có những cái tai nạn với nhau luôn. Thì em cũng nóng tính á. Nhiều khi mà lúc đó em nói tiếng Nhật mà người ta không hiểu á, em nói tiếng Anh cũng không hiểu, cái em chửi tiếng Việt luôn. Nói chung là lúc đó mà đang giận á, là có cái gì mở trong tầm tay của em là em cầm em quăng. Vì sao hai người lại kết thúc mối quan hệ vậy? Thứ nhất là em không thích mấy người không gọn gàng, lộn thộn á. Đi tắm, đi ngủ hay đi ăn gì em cũng phải nhắc giống như em là mẹ. Phải có một cái lý do gì nó sâu đậm hơn chứ. Với một phần là thấy ảnh nhiều người xung quanh á, người nhiều vệ tinh quá hả? Hay đi chơi với mấy chị con gái người Nhật, cứ rồi mấy bà sùng sùng cũng hay đến chơi mà kiểu rất là vui. Mà em kiểu như em không có tham gia vào được á, thì em cũng không có giỏi tiếng Nhật lắm lúc đó. Em bị cảm thấy như là em giống như là ở ngoài, chưa phải là người quan trọng nhất. Mà tại vì nếu mà em quan trọng nhất thì bạn nó sẽ tập trung focus vô em. Thì em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Tính cách người ta không phải trưởng thành chín chắn chững chạc, có chính kiến của bản thân. Rồi. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao ráo, thư sinh. Ở đây cao lắm em, yên cao tâm lắm đi. À. Cao mà không biết có ráo không ạ? À. Rồi. Quá ráo luôn chị. Quá ráo luôn hả? Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua với chàng trai ngồi ghế màu xanh, quay lại với bạn Minh. Sao ngồi mé mé quá? Cái không gian. Tôi chứ vậy, ngồi giữa giữa ghế đi. Rồi bây giờ sao? Rồi. Tình trường như thế nào? Mấy mối tình rồi? Tình mối tình thì chắc là 10 mấy 20. Tình mối tình thì chắc là 10 mấy 20. Rồi. Đúng không tin luôn á, không gian à? Không gian ôm được tất cả anh. Rồi sao? Nhưng mà đấy là đơn phương thôi, còn mình thích người ta thôi. Tại em háo sắc, nhìn ai em cũng thích thôi. Chứ người ta chưa thích là mình đúng không? Rồi. Đúng rồi. Thế bao nhiêu người là được thích qua thích lại? Có một. Có một thôi. Đó, yêu khoảng 2 năm, chia tay khoảng nửa năm. Mới chia tay có nửa năm thôi. Lý do sao chia tay? Cái quan điểm với cả cái định hướng của hai người nó khác nhau ấy. Bạn ấy thì sẽ thích một cuộc sống ổn định. Công việc ổn định, không có nhiều cái sự rủi ro. Còn em thì này, em lại hay hướng đến cái sự tự do hơn, phiêu lưu hơn, là mạo hiểm hơn. À, ai là người quyết định chia tay? Em. Mười mấy cái mối tình đơn phương thì sao? Đơn phương gì mười mấy người dữ vậy? Bắt đầu yêu từ lúc học lớp 3. Trời ơi! Trời ơi! Lớp 3 đã yêu. Thì dần dần cứ như mỗi năm lại thay đổi thì lại thích người này người kia. Nhưng mà thích nhiều không? Tại gọi là tình đơn phương đó là phải thích nhiều, phải nhớ nhung, phải quan sát người đó, âm thầm theo dõi rồi này kia, vậy mới gọi là yêu đơn phương. Có đấy chị. À. Mình thu thập tất cả thông tin về cái người đó. À. Như vậy là em có cái đam mê trong cái việc yêu đơn phương đúng không? Thổ lộ với người ta không? Có tỏ tình không? Trời đất ơi, vậy là ông này cũng hơi dị á, hơi lập dị. Thích theo dõi người ta. Theo là... dõi, thích quan sát rồi thích gặm nhắm mình, rồi yêu mình, đơn phương, rồi về thích tự gặm nhắm, tự làm thơ, tự ôm cái không gian hơi ảo mộng đó đúng không? Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ muốn song phương hay là muốn đơn phương? Bây giờ muốn song phương nhá. Song phương mà bây giờ ở tuổi này rồi mà còn mơ hồ, thích mạo hiểm nữa thì làm cô gái nào mà cô dám mạo hiểm với em? Nhưng mà em đã có những kế hoạch gì cho việc kết hôn chưa? Không có rồi. Như thế nào nói chị nghe thử coi. Nhà cửa hay là tiền bạc hay các thứ thì có luôn. Về tâm lý sẵn sàng cho việc kết hôn là ở chung với một ai đó gắn kết với nhau chưa? Ví dụ giờ quen được một người đối tượng phù hợp thì em có tính nói chuyện kết hôn không? Có chứ, hợp là cưới luôn. Hợp là cưới luôn. Có nhà riêng rồi. Đã. Có tiền bạc đám cưới luôn rồi. Vâng. Ngon lành. Bây giờ nè, một người háo sắc thì cái mẫu người phụ nữ, người háo sắc như thế nào ta? Về cái ngoại hình thì đương nhiên là mình sẽ bị thu hút bởi những người mà đẹp hơn. Đấy là chỉ giai đoạn đầu tiên thôi. Còn sau khi đấy thì nếu như mà không có cái sự hấp dẫn từ bên trong thì cũng sẽ một thời gian là sẽ nhạt dần. Trọng thứ hai là yếu tố hấp dẫn từ bên trong. Cái sự hấp dẫn ở bên trong đến từ cái sự tự tin. Tự tin. Và nếu như không thì sẽ gặp em, nói chuyện với em. Là sẽ tự tin. Đi. Rồi, chị sẽ giới thiệu cho em một người đang tự ti. Đây, tự ti, hôm nay tự ti. Mình hãy kể về những chuyện tình yêu của mình đi nè. Em chỉ còn 2 mối tình. 2 mối tình.
làm những ấn tượng nhất là chỉ có một thôi. Thôi kể mối tình mà sâu đậm đi nè. Mối tình đó thì năm em 24 tuổi, em vẫn còn đang đi học đại học á. Thì em quen người đó thì được hơn 1 năm. Lúc đó là em vào thành phố chưa? Em học ở Hải Dương. Em quen người đó ở Hải Dương, người đó Hà Nội và xuống Hải Dương làm á. Đến hơn 1 năm thì đường ai nó đi. Bởi vì người đó có người khác. Là em chia tay. Là em bị lừa dối. Dạ đúng. Nên là từ đó em mất niềm tin. Em nói lời chia tay trước. Đó không nhận là mình đã có người khác. Nhưng mà em khi mà em đưa ra. Em đó có bằng chứng. Đúng rồi. Như du lịch với người kia này. Hay là có những đính hôn này. Hay là chụp những ảnh cưới rồi á. Thì nó chấp nhận. Sao em có được những thông tin đó vậy? Khi mà em làm đồ án tốt nghiệp á. Người đó cho em mượn cái máy tính. Thì em mới phát hiện ra là trong cái máy tính của đó là có rất nhiều hình ảnh người ta xóa rồi. Nhưng mà ở trong cái mục thư rác á. Trong thư rác vẫn còn. Thì rồi. Những người lý tưởng của em thì em chỉ cần ưa nhìn được. Ưa nhìn. Em thấp rồi nên em mong muốn người đó sẽ cao 1m6 trở lên. Em cao bao nhiêu? À, nói nhỏ thôi. Nhỏ đi anh à. Ok. Đó. Không có nói số 53 đúng không? Không có nói số 53 đúng không? Anh nói chuyện này kỳ quá. Coi nhìn chưa nói gì hết đi. Cắt xuống à, 1m53 cắt giùm em nha. Em chưa nghe thấy gì luôn, cắt chỗ này giúp em nhé. Cắt chỗ này giúp em nhé. Tính cách thì em cần một người là thứ nhất là không ra trưởng, không vô tâm, vui vẻ hòa đồng là được ạ. Không hút thuốc lá thì càng tốt. À cho hỏi hai anh kia có ai hút thuốc lá không ạ? À? Dạ không anh ơi. À phải phải. Có uống rượu không anh? Bố vợ mời thì uống. Bố vợ mời thì uống. Ồ. Bố vợ mời thì uống nha. Ví dụ như là nhậu với em thì được không ạ? Em mời thì anh cũng uống. Biết anh nào đang nói không? Thắng ngồi ghế đỏ đó. Chứ anh ghế xanh chưa trả lời. Biết nhậu không? Ít ạ. Em nhậu một lon thì bất tử. Bất tử luôn hả? Thì bất tỉnh luôn đó chị. Một lon bất tử. À, vậy là nhậu không được luôn. Dạ. Em yên tâm đi, bên đây không ai gia trưởng mà bên đây ai cũng cao hơn 1m6 hết. Một hồi cho em lựa thoải mái nha. Rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta hỏi ý kiến người thân một chút xíu nha. Cho Tường xin nói chuyện với cô bên đây trước nè. Dạ chào cô. Xin chào anh chị với lại cả những người cùng chơi với hai bên gia đình. Tôi xin giới thiệu, tôi là Đinh Thị Suốt, quê Yên Bái. Tôi là phụ huynh của Hồng Thắm. Là cô đăng ký giùm cho cho bé Thắm luôn hả? Wow. Vô tình cũng vào đi chăm em cho nên là cũng dự được chương trình ở đây thì cũng mong muốn là qua chương trình này thì hai bên tìm hiểu để đi đến xa hơn. Cô thấy hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay như thế nào ạ? Mà nhìn chung thì các anh đẹp trai, thật thà và vui tính. Cô ngồi cô quan sát nãy giờ nghe hai bạn này chia sẻ thì cô thấy là bạn ghế đỏ và bạn ghế xanh thì ai có thể là phù hợp với tính cách của con gái mình hơn? Nhìn chung thì hai anh thì cũng hợp với lại con gái cô, nhưng mà nếu mà tính về thời gian ở Bắc mà vào Nam thì anh ghế xanh, anh ghế xanh là hợp với lại Thà Thắm là cũng ở ngoài Bắc. Rồi vậy là mẹ cũng có chốt chốt đưa ra cái ý kiến cũng rất là rõ ràng rồi nhé. Cảm ơn cô nha. Rồi em là đi theo bên đây hả? Rồi em bên chị Vi. Em tên Linh, em xin chào mọi người. Em thấy là ai có thể phù hợp với Vi? Em thấy là anh Thắng hình như là cũng không biết lắng nghe lắm. Anh Thắng có nói là anh chia tay là tại vì người yêu của anh không có biết lắng nghe. Bản thân mình khi mà mình quen người khác thì mình phải là rèn luyện cho mình những cái ở bên trong trước, rồi mình phải tự yêu mình trước, trước khi mà mình muốn người khác phải lắng nghe mình và yêu mình. Mà chị Vi thì một phần tính cách của chị Vi cũng nóng tính một xíu. Con gái thì hay cảm xúc cho nên sẽ nhiều khi nói mà mình không lắng nghe, mình không có kiểm soát thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái mâu thuẫn. Nhưng mà còn về những cái sở thích thì em thấy khá là phù hợp. Anh ngồi ghế màu xanh thì khá là hợp gu. Ê, hợp gu em. Ôi, hả? Dạ không hả? Ôi, em có bạn trai rồi. Kiểu như em thấy anh này khá là thật thà. Mặc dù là chị Cát Tường với lại anh Hứa Minh Đạt nói là anh kiểu hơi không gian quá, nhưng mà em thấy ảnh là khá là giống bạn trai của em, tức là không biết cách diễn đạt nhưng mà thật ra rất là có nhiều tình cảm ở bên trong, hoặc là không biết cách chăm sóc người yêu đâu, chắc chắn. Trời trời, chưa chuẩn đâu cưng. Dạ, vậy thì cứ tìm hiểu từ từ. Rồi, cảm ơn em. Mời bên nhà trai nha. Mình là người nhà của Minh, Minh Thế Lô. Dạ. Hiện tại thì đang sinh sống ở nhà mẹ, chú em. Anh em chú bác. Anh em dạ, chú bác. Dạ, dạ. Cũng giống như là bên nhà gái vậy đó, anh cũng nhận xét một hai cô gái của chương trình hôm nay giới thiệu cho hai bạn này như thế nào. Và anh nghĩ cô nào sẽ hợp với tính cách của mình nhà mình hơn? Trước hết thì hai cô gái mình thấy là rất là xinh đẹp. Mỗi người có một cái tính cách riêng. Thế nhưng mà để đi đến mà nó tình cảm gần gũi hơn thì mình thấy rằng Thắm áo đỏ là sẽ phù hợp Minh hơn. Cùng là người Bắc, rất là tiện lợi và cùng nhau công việc. Thế còn nếu mà làm muốn hai người mà kết đôi được vào đây thì Minh cũng rất có điều kiện. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chương trình. Tiếp mời em trai.
Xin chào hai MC hài hước và rất là duyên dáng ạ. Không có hài hước luôn hả Cơm? Trời, chị sâu sắc gì mà nói chị hài hước. Em tên là Võ Văn Đạt, em làm về marketing và là bạn thân của anh Thắng. Anh Thắng là một người rất là tinh tế và anh biết lắng nghe, và ảnh mang trong mình một cái sứ mệnh là người kết nối, nên ảnh hay tổ chức những cái buổi offline để kết nối mọi người với nhau, và qua đó mọi người được kết thêm những cái người bạn mới. Mấy người làm mấy việc đó là hay ế lắm, giống chị nè. Anh là nữ thì mỗi bạn có một cái nét rất là riêng, và mỗi cái nét đó nó đặc trưng cho một cái vùng miền ở Việt Nam luôn. Bạn nữ ở Ghế Xanh rất là thùy mị, có cái nét gì đó nó rất là ngọt ngào của một người miền Bắc. Bạn nữ Ghế Đỏ thì lập người có vẻ rất là năng động. Theo em nghĩ thì bạn Ghế Đỏ sẽ hợp với anh Thắng hơn. Rồi, cảm ơn em nhé. Hôm nay là tôi rất là thích, hôm nay phụ huynh tham gia chương trình là ai cũng đưa ra cái chính kiến của mình rõ ràng. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Hai chàng trai quà đúng chị? Đúng rồi, mình hãy thể hiện trước đi cưng. Tặng. Dạ. Đây là rượu dừa Bến Tre. Dạ. Rượu luôn. Rượu hả? Dạ, có rượu luôn. Rượu dừa. Dạ, dạ, quá dữ. Quá dễ. Như là hai cuốn sổ thì anh nghĩ em hợp với cuốn sổ này, như là có hình một con sói màu đen. Wow, một con sói màu đen. Rất là tự tin, mạnh mẽ. Tặng em cuốn sổ mà bầu trời mới với những đám mây màu hồng. Anh nghĩ là hợp với em. Không gian màu hồng và một con sói màu đen. Này em tặng cho anh. Cảm ơn em. Giống nhau hay khác nhau cưng? Khác nhau ạ. Khác nhau nữa, trời ơi, ai cũng khác chứ chị. Nhau. Khác nhau, rồi. Tặng anh cuốn sổ. Cái này cho anh nguyên hộp luôn, còn hai này. Nguyên một hộp luôn. Có số điện thoại, à, bỏ số điện thoại chồng mà định lấy về, đọc lên. Hai anh, em gửi anh món quà mà em rất thích và cũng là chút tinh tế về tinh thần của em. Mong anh cảm nhận được sự đồng đều qua mùi thơm yêu thích này của em. Mùi thơm. Mùi thơm đâu? Wow, thơm có số điện thoại luôn. Có số điện thoại. Cái sự tinh tế chổng là có gửi số điện thoại. Nhiều khi chị nhát lắm, chị thích người ta mà chị không cho số điện thoại về, xong cái đứt đuôi luôn, thì buồn dễ sợ. Wow. À, sắp thơm. Tối ngủ á, đốt lên nha. Rồi, ok, cảm ơn em. Mà coi trường hợp. Ok, rồi còn bên đây. Một cuốn sổ và một cuốn sách thơm. Chỉ có bên đây mới có số điện thoại. Bên đây không có số điện thoại. Có luôn hả? Đại tính trong đời. Đọc đi cưng. Đi anh, rất vui được gặp anh. Mong anh thích món quà này. Nếu được thì mình có thể làm bạn hoặc gặp lại nhé. Mặt cười tiếp. Còn món quà của bạn gái kia là một cái sổ. Cuốn sổ. Ồ, một cuốn sách. Một cuốn sách. À, bên đây là cuốn sổ và bên đây là cuốn sách. Bao giờ hết ế là hỏi em đó. Hỏi em bao giờ hết ế đó mẹ cười kìa. Tí nó trả lời. Tí trả lời. À. Hay quá. Nói thẳng luôn rồi. Bây giờ chúng ta thay đổi không khí một chút xíu. Hai bạn nữ ưu tiên trước nè, có món quà âm nhạc nào tặng cho chương trình không nè? Em hát không hay nhưng mà em hát một đoạn bolero được không ạ? Được. Bolero biết đờn không? Bolero bài gì? Không, để em tự hát chay luôn đi. Hát chay luôn không? Ok, rồi mời em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đây. Em chỉ cần hai đứa yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tính anh. Trời ơi, ngọt à, mà quá à. Giọng bolero này ngọt á. Thôi bây giờ anh vừa đàn vừa hát bài tôi nghe coi. Từ xa đằng kia em đang bước cô, làm cho tim anh như đang tango. Cầm một nhành hồng thật đẹp trên tay, baby ơi em xin nhớ đêm nay. Đôi mắt long lanh như là bồ câu, single như anh cũng phải điên đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa đúng bài. Em ơi ok thì mình tới luôn, nắm chặt tay em còn là mới buồn. Dù chỉ hay là eo vì chỉ cần em thích em cứ mang đi đôi. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình khoe cười như xinh em ơi. Lại đây với anh mình cùng sẽ hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh em ơi. Lại đây với anh mình cùng sẽ hạnh phúc lâu dài. Lại đây với anh mình cùng sẽ hạnh phúc lâu dài. Ok. Thôi được rồi, dẹp đàn, dẹp ca, dẹp hát đi. Bây giờ vô chuyện tình yêu nè. Bây giờ cảm nhận về nhau nè. Em
Dạ. Cảm nhận như thế nào về hai cô gái bên kia? Cảm xúc đầu tiên khi gặp mặt của em như thế nào? Cảm xúc đầu tiên của em là em thấy hai bạn về ngoại hình rất là dễ thương và xinh đẹp. Bản thân em trong lòng có thấy xốn xao, xao xuyến gì chưa? Dạ cũng có một chút. Mà có nghiêng về ai rõ ràng trong lòng chưa, hay là nó vẫn đang còn hoang mang chênh vênh? Trong lòng em nó cũng đã có. Ok. Đã có lập một chút. Ok rồi. Ok. Có định hướng, có định hướng. Dạ, có định hướng, có định hướng. Còn em? Ấn tượng đầu tiên thì cũng hơi hồi hộp. Cũng có cái sự ấn tượng bên hơn một chút. Vẫn có định hướng luôn rồi. Rồi em, Vivi. Em đầu tiên thì cũng cảm thấy hai anh đều là bánh bao, đưa nhìn. Còn cái cảm xúc của em thực ra tại vì cũng vì em cũng 6 năm rồi không có quen ai, cho nên có thể là nó chưa thực sự nó chưa có nóng lên đúng không? Nó chạm vào ấy. Mời bé Thắm đúng không? Em thấy hai anh vui vẻ và hòa đồng. Còn ngoại hình thì đúng với ngoại hình của em đang mong muốn. Còn về tình cảm thì khoảng thời gian là chuyện này rất là ngắn. Nên là mình không thể tiếp xúc được nhiều, nên mình cũng không cảm nhận được nhiều á. Còn nếu mà sau chương trình này dù bấm nút hay không thì mình vẫn sẽ là người bạn. Cũng có thể là sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu. Hôm nay chị cảm nhận là bốn bạn ai cũng rất là có sự đầu tư nghiêm túc. Thế bây giờ mình phải tự tạo cơ hội cho bản thân. Bây giờ chị sẽ dành ưu tiên cho cặp đôi này, rồi cho cặp đen trước đi. Cặp đen là cái gì, áo đen á. Hai bạn có thể tự trò chuyện, hỏi chuyện nhau, muốn hỏi gì hỏi. Cho anh hỏi là trong 6 năm vừa qua, lý do nào mà em không có quen một cái người mới? Cảm ơn anh đã hỏi. Thứ nhất, công việc của em cũng khá bận. Còn cái thứ hai là em chưa thực sự tìm thấy cái người mà lãnh á động chạm tới cái phần cảm xúc, tới cái phần trời ơi của mình nhất á. Những người mà em chủ động tỏ tình thì người ta không thích em, còn những người mà em không thích thì người ta lại cứ theo em. Cái điều gì trong tình yêu mà anh cảm thấy là không thể chịu đựng được phải dẫn tới đổ vỡ, chia tay? Là hai người không có tìm được tiếng nói chung và hiểu nhau thôi. Anh rất thích một con nói đó là tận nhân lực tri thiên mệnh, tức là mình sẽ cố gắng hết sức nhưng cuối cùng, cái kết quả cuối cùng vẫn là sự phù hợp giữa hai người và hai người có thể kết hôn và ở cạnh với nhau cả đời hay không. Cũng phải cố gắng tận nhân lực nha. Dạ, chứ mình rồi. Đừng suốt ngày mình chờ tri thiên mệnh không chờ, có đâu nha. Thế là cặp đôi kia mà mình với Thắm, hai bạn có thể trò chuyện với nhau vài điều. Thắm có muốn hỏi gì anh không? Anh hỏi trước đi. Cái điều gì mà trong ví dụ trong tình yêu thì điều em không thể chấp nhận được? Sự lừa dối anh ạ. Hai người có vấn đề gì đó phải nói thật với nhau. Ừ, anh quen người này nhưng mà khi mà anh đã kết thúc với người cũ rồi thì đến với em không sao. Nhưng mà khi mà anh vẫn còn tái xuất với người cũ mà đến với em không chấp nhận. Anh muốn quen bao lâu thì anh kết hôn? Nếu mà nhanh thì là ngày mai, còn lâu thì chưa biết được. Thế thì mình kết hôn luôn đi anh. Thế thì mình kết hôn luôn đi anh. Tại sao mình phải để ngày mai mà không phải là hôm nay? Đúng. Mọi người thực ra thì cái đấy nó phải phụ thuộc vào cả hai phía và rất nhiều yếu tố. Một buổi quay này thì cũng chưa thể hiểu hết được, chắc chắn là mình sẽ phải có thời gian mình tìm hiểu thêm. Thật ra nãy em nghe rõ chứ chị có hỏi câu đó rồi. Và anh nói mọi thứ đã sẵn sàng, nhà cửa tiền bạc, giờ quan trọng là cưới ai thôi. Em nghe nói là anh quen hơn 20 người đúng không? Đơn phương. Đơn phương 20 người. Có một mối tình à. Mối tình đó làm sao mà hai người chia tay hả anh? Anh thấy là cái quan điểm sống với cái định hướng hơi khác nhau. Bạn kia thì bạn ấy muốn một cái cuộc sống đại loại cái mức độ an toàn cao hơn, nhưng mà anh thích cái sự trải nghiệm. Ví dụ như em muốn sự an toàn, ví dụ như là mình muốn hạ cánh là ổn định đó, thì anh có chấp nhận cái điều đó không? Anh cũng rất là muốn sự an toàn, nhưng có nghĩa là mình đi tới cái mức độ ấy. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ anh vẫn còn đang, cũng như là hướng của anh là vẫn còn đang phiêu du, cũng như là anh muốn đó. Đây đó kia đó, vẫn chưa cố định một chỗ. Muốn trải nghiệm hả? Muốn trải nghiệm vẫn chưa muốn có bãi đáp. Anh cũng nghĩ là cũng muốn tham gia chương trình này, tức là cũng muốn có được cái tình yêu. Sau đấy thì hợp nhau thì có thể đến cưới. Thời gian mà vậy là bao lâu anh? Có nghĩa là em muốn cái con số chính xác. nhanh có thể là ngày mai hoặc không là phải nói gì được, không phải. Đó là cụ thể. Bây nếu giờ em rất nghiêm đúng, túc. Nếu câu em hỏi này rất người, nghiêm túc rồi đó. Mà đã tìm hiểu người đó là yêu thương nhưng mà em đã sẵn sàng đám cưới chưa? Câu này hồi nãy chị có hỏi em rồi. Nếu như mà hai người đã yêu nhau và đã tìm hiểu và thấy hợp và quyết định đi tới thì mấy tháng thì cũng có thể làm được. Em không tìm một người hoàn hảo để em yêu, nhưng em sẽ yêu người đó một cách hoàn hảo nhất. Ok. Bây giờ chị sẽ tạo cơ hội cho các em một lần cuối cùng nữa. Mời hai cặp đôi bước qua và nắm tay nhau 30 giây thôi. Đây, nhìn theo anh. Ok. Nhìn theo anh. Anh không biết kết quả ngày hôm nay là như thế nào, nhưng mà anh hy vọng là sau ngày hôm nay em sẽ mở lòng hơn nữa để đón nhận. Tại vì anh thấy đa phần mọi người lựa chọn cuộc sống độc thân bởi vì họ ngại có một người khác bước vào thế giới của họ. Và khi chúng ta yêu thì chúng ta phải mở lòng và để một người khác bước vào thế giới của mình, cùng nhau phát triển, cùng nhau thay đổi để ngày càng có những cái khoảnh khắc tươi đẹp hơn. Chào Thắm.
thì chắc là cái thời gian ở trên chương trình thì nó không có nhiều, nên là chắc chắn mình sẽ có cái thời gian để mà tìm hiểu thêm. Cứ lắng nghe cho con tim mình được. Kể cả bạn em. Tôi nghĩ rằng là quý vị khán giả ngày hôm nay cũng rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thời khắc quan trọng nhất, phải đưa ra cái quyết định của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút. Nếu mình muốn kết nối với đối phương ngồi ở ghế màu nào thì bấm cái nút màu đó. Và nếu như các bạn trùng khớp với nhau, bạn này bấm qua, bạn kia phải bấm lại thì mới thành một cặp đôi. Xin mời các bạn nhắm mắt lại và nghe hiệu lệnh từ bạn Hứa Minh Đạt. Các bạn hãy hướng mặt ra phía trước và nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1 Trong lòng em nó cũng đã có Ok. Có định hướng, Dạ, có định hướng, Còn em? Ấn tượng đầu tiên thì cũng hơi hồi hộp. Cũng có cái sự ấn tượng bên hơn một chút. Vẫn có định hướng luôn rồi. Em cũng 6 năm rồi không có quen ai, cho nên có thể là nó chưa thực sự nó chưa có nóng lên đúng không? Nó chạm vào ấy. Khoảng thời gian là chuyên ngành rất là ngắn, nên mình không thể tiếp xúc được nhiều, nên mình cũng không cảm nhận được nhiều. Còn nếu mà sau chương trình này 4 nút hay không thì mình vẫn sẽ là người bạn. Cũng có thể là sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu. Nhưng mà khi mà anh đã kết thúc với người cũ rồi thì đến với em không sao. Nhưng mà khi mà anh vẫn còn thấy rất với người cũ, đến với em không chấp nhận. Bấm. Và thời gian đã hết. Hết thời gian. Chỉ có một chiếc đèn màu xanh. Tại sao em không bấm? Hai bạn nữ ngày hôm nay cũng rất là xinh đẹp và có những cái nét cá tính riêng. Nhưng mà em nghĩ là về mặt cảm xúc thôi. Tức là sau đó là sau chương trình này em với hai bạn vẫn sẽ làm bạn với nhau và sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Đối với em bây giờ ngay lúc này thì cái cảm xúc để bấm nút chưa có đủ. Em gái, anh Thắng có nói về cảm xúc hiện tại em cũng tương tự, cũng chưa đến cái mức mà em phải lựa chọn luôn. Còn Thắm, em có nghĩa là em chưa cảm xúc nhiều. Bạn ghế xanh thì khi em hỏi về cái có nghĩa là dự định á, bạn vẫn còn do dự. Em đã bấm cái nút màu xanh, có nghĩa là em cũng có cảm tình với cô gái ngồi ghế màu xanh. Nhưng mà ý cô nói rằng khi cô đã hỏi trực tiếp em nhưng mà em trả lời còn do dự. Em có gì để em thấy là bình thường ạ, thì là cũng nên theo cảm xúc của mình nữa. Cảm ơn các bạn, mời bốn bạn ra phía trước. Cảm xúc thì không có tại sao và họ chưa rung động thì mình phải chấp nhận thôi. Thay mặt cho chương trình, cảm ơn tất cả bốn bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các phụ huynh đã đi theo để ủng hộ cho các con em của mình. Và chúc cho các em sẽ sớm tìm được một cảm xúc thật sự, một cái cảm xúc mà gặp chúng ta sẽ sạc điện liền, rung động liền. Chúc các em cũng sẽ thành công trong cái sự nghiệp của mình. Và hẹn gặp lại các em ở chương trình khác, ví dụ vậy. Ok. Rồi, thank you, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm là cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn nha. Rồi, bạn em. Và các bạn thân mến, đối với các cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng đã dành tặng cho các bạn một phần quà là gói premium của ứng dụng Speakable. Một cái ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân có thể tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nhé. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và CH Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.